Được chị à. à, ạ. Dạ. Chị Dương ok rồi em cảm ơn ạ. À. Dạ. Em uh, xin chào cả nhà. Dạ. dạ. Xin chào cả nhà. Dạ. Hôm nay đến với buổi chia sẻ tháng 7 này và dạ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về shadow work và uh, nói mặt với cái góc tối ở bên trong mình để mà có thể chuyển hóa nó về nội dung của buổi ngày hôm nay thì phần đầu chúng ta sẽ đi một chút vào phần dẫn nhập rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về ốc tối bên trong là cái gì cũng như là cái công việc shadow work vắng tắt nó là cái gì rồi tại sao ta lại cần phải chuyển hóa phần tối hoặc ích của nó là cái gì mà nếu như mà uh, chúng ta không có chú ý đến nó thì có chuyện gì xảy ra dạ yeah rồi chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về những cái lưu ý và cảnh báo với Shadow Work những cái giai đoạn của Shadow Work và cuối cùng là cái phần mà những cái thực hành cốt lõi trong Shadow Work bởi vì có rất là nhiều những cái thực hành khác nhau chúng ta sẽ nhấn mạnh vào trong những cái những cái nguyên lý hay những cái điểm chính của nó và cuối cùng cái slide thì nó chỉ có khoảng một nửa cái phần thôi còn còn phần còn lại của slide thì em sẽ gửi lại cho mọi người dưới dạng là phụ lục à, trong đó nó sẽ có một cái bản bản tự đánh giá mà mọi người có thể tham khảo để mà xem coi là à, mình bị chi phối bởi nhiều hay là ít bởi cái phần bóng tối của mình cũng như là một một số cái thực hành về shadow work à, mà em có thể tổng hợp được à. dạ ừ. nhưng cũng có thấy là có rất là nhiều cái à, tài liệu nói về shadow work thì um, uh, cũng như là em cũng có tham khảo về những cái khóa học uh, thì là chủ yếu ở trong này thì em sẽ sử dụng nhiều uh, cái tài liệu của cô uh, Alethen Luna My Full Shadow Work và uh, Peter Lass uh, Shadow Work for Beginners yeah. Trong đó có nói về uh, chúng ta sẽ thấy thêm một góc nhìn tất cả những cuốn sách kia thì nói về Shadow Work như là cái phần bóng tối còn riêng Peter Blas thì cũng mới một tuần qua thì em mới bổ sung thêm thì là ông nhấn mạnh thêm cái phần mà à, đứa trẻ bên trong. Dạ. Yeah. Trước hết khi mà mà vào bài thì em xin mời mọi người tất cả chúng ta cùng lắng lại để mà suy ngẫm chút về một cái một cái đoạn trong đạo đức kinh Tao Te À, chương 28 ừ. Nó có cái Em đã xem cái bản dịch tiếng Việt Của cái đoạn này Nhưng mà em thấy họ dịch không có hay Cho nên là cuối cùng um, cái, cái đoạn trích này Thì là em lấy trong từ cái cuốn My Full Shadow Work Của cô Luna Là em thấy cái bản tiếng Anh của nó Nó hay và nó dễ hiểu hơn Nên em định đã giữ cái bản tiếng Anh này Dạ Mọi người nhìn thấy gì ạ ở đây mọi người nhìn thấy một cái thái cực đồ đúng không ạ à? một cái hình hình tròn âm dương mà nó có lẽ là rất là quen thuộc trong cái triết học của phương đông của chúng ta dạ. giữ cái khí cạnh nam tính cùng với khí cạnh nữ tính của bạn giữ cái phần sáng với phần tối của bạn Giữ phần cao với phần thấp thấp của bạn rồi bạn sẽ có thể à, nắm giữ cả toàn bộ thế giới. Khi mà hai cái lực đối lập nó hợp nhất ở bên trong nội tâm thì sẽ xuất hiện một cái sức mạnh mà rất là mạnh mẽ à, mà nó có những cái tác động. Có một cái tác động rất là lớn mà nó có tuôn chảy qua mọi thứ và nó quay trở về nó đưa một người trở về với cái hơi thở nguyên thủy hơi thở đầu tiên vốn dẫn dắt mọi thứ nó đưa người ta trở về với vô cực hay là vô tận dạ chúng ta chỉ là um, em chỉ muốn mọi người suy ngẫm chút về cái hình này có phải là um, cái 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 nguyên lý âm dương nó vận hành trong mọi thứ của chúng ta hay không hết đêm rồi lại ngày, sáng rồi tối, xuân hạ thu đông, cực âm thì sinh dương mà cực dương thì sinh âm. Có lẽ là chúng ta sẽ thấy là cả ánh sáng và bóng tối, nó là những cái mặt, à, nó là hai cái cái mặt, hai cái nhị nguyên mà nó vốn rất là um, quen thuộc với chúng ta và nó nằm nó nằm bên dưới tất cả mọi thứ vận hành trong vũ trụ này nếu mà chúng ta chỉ xét tới một cái thôi thì nó sẽ làm một cái gì đó nó không có trọn vẹn và đầy đủ đúng không ạ à? cũng tiếp tục với cái vòng tròn âm dương này nhưng mà ở đây nó có hình cái cây với những cái gốc rễ của nó thì Carl Jung cũng có nói là không có cái cây nào người ta nói là không có cái cây nào mà nó có thể vươn lên đến thiên đàng trừ phi là cái cái rễ gốc rễ của nó có thể chạm sâu xuống đến với tận dưới địa ngục chúng ta có phải nhận thấy là cái cây mà nó vươn càng cao thì cái rễ nó sẽ lại phải càng đi sâu xuống đất và Quay trở lại với cái hình này có lần em đã chia sẻ trong cái buổi nói về tiềm thức à, chúng ta sẽ nhìn một chút từ góc độ nội môn thì từ góc độ nội môn thì chúng ta sẽ thấy là cái sự mở rộng tâm thức ấy, nó không phải là một cái sự mở rộng tuyến tính mà thực ra nó là một cái hình sóng ốc dạ. mọi người sẽ thấy ở đây à, cái cái nếu mà chúng ta nhớ là cõi trí nó có 7 cấp độ thì cái ngưỡng ý thức cái mà chúng ta có thể ý thức biết được về nó là ngưỡng cấp độ cõi phụ thứ tư của cõi trí còn nằm dưới cái mức ba cái cõi năm sáu bảy nằm dưới cái cấp độ thứ tư này thì nó là cái cái cấp độ của tiềm thức tức là nằm ở dưới ngưỡng ý thức là chúng ta không có ý thức được về nó nó giống như là ở giữa cái ngưỡng ý thức và tìm thức này nó có một cái cái màn ngăn mà mà khi mà chúng ta khi chúng ta giống như là chơi một cái một cái trạng thái mà nó chúng ta mất ý thức thì hoàn toàn chúng ta không có ý thức nữa hoặc chúng ta mơ màng mơ mơ màng màng hoặc là người ta dùng những chất say gì đó thì là nó sẽ cái 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 bức cái tường rào đó nó bị nó nó lỏng đi và cái cái sự trào dâng của tiềm thức thì dưới đó là cái của tìm thức thì uh, có phần ấy là chúng ta nói đã từng nói về trong cái bài tiềm thức nói về cái sự mở rộng tâm thức đó, nó là nó không phải là tiếng tính mà là uh, càng ngày càng ngày khi mà chúng ta càng phát triển phát triển uh, lên cao hơn lên đến những cái cấp độ của thượng trí càng cao bao nhiêu thì chúng ta lại càng có khả năng hay là có đủ cái ánh sáng để mà soi rõ xuống những cái cấp độ thấp hơn của của tiềm thức, dạ và và nó nó cũng tương tự như cái hình ảnh cái cây như vậy đó, ừ, giống như là giống như là khi mà chúng ta đi trên cái con đường tinh thần á, thì cái bài học hay là những cái thử thách, nó cũng tăng dần cùng với cái cái nội lực hay là cái sự soi sáng của chúng ta và khi mà chúng ta bắt đầu thức tỉnh thì nhiều khi chúng ta sẽ có nhiều ánh sáng hơn bên trong mình nhưng mà lúc đó lại là cái lúc mà chúng ta cũng thức tỉnh với cái phần bóng tối bên trong mình chúng ta cũng thấy nhiều hơn cái phần xấu xí uh, bên trong và ở trong mình và trong cả những người khác nhưng mà cái điều em muốn nói ở đây đó là chúng ta hãy hiểu đó là một cái một cái sự tự nhiên uh, một một cái phần tự nhiên của cái quá trình um, thức tỉnh và đi trên con đường tinh thần dạ yeah. cũng là cái câu này uh, em xin trích dẫn lại thôi bởi vì nó liên quan đến chủ đề ngày hôm nay tức là Trừ khi mà bạn à, soi sáng bạn ý thức dùng cái ánh sáng của ý thức để mà soi sáng những cái phần vô thức Chừng nào bạn làm như thế còn à, thì thì lúc đó à, thì chúng ta mới à, nếu mà không thì là cái cái phần vô thức đó cái phần mà chúng ta à, giống như là lập trình một cách tự động cái cuộc đời của chúng ta bởi những cái à, bởi những cái trải nghiệm của quá khứ nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta rồi bởi những cái um, khí của nghiệp quả quá khứ nó sẽ điều khiển cuộc đời của chúng ta và chúng ta gọi đó là đó là số phận. Yeah. tất cả chúng mọi người chúng ta đều có một phần tối như là một cái sự hiển nhiên tự nhiên um, trong 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 tự nhiên vậy thôi thực ra về mặt nội môn mà chúng ta nói là khi mà một người giác ngộ một người giác ngộ hoàn toàn là một người đã cái cấp độ họ đã vượt khỏi cõi trí mà cái cấp độ tâm thức của họ đã vượt lên đến cõi bồ đề lúc đó là là không còn cái cõi bồ đề là cái cõi tổng hợp cái cõi của trực giác và tổng hợp nó không còn có cái nhị nguyên nữa mà 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 toàn bộ cái bóng tôi đó đã được chuyển hóa và đã được soi sáng chứ còn bình thường ở cái cái trong cái tam giới này thì uh, nó vẫn còn là cái cõi của nhị nguyên cho đó uh, một cách tự nhiên thì tất cả mọi người chúng ta đều có một phần bóng tối và thực ra nó cũng có cái hữu ích của nó nó mang cái tính uh, cho chúng ta cái 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 sự sinh tồn á thì yeah. và chúng ta um, um, cần phải đi xuống để mà đi lên bởi vì như cái vòng xoắn ốc vậy đó, chúng ta cần phải đối mặt, khám phá, thấu hiểu bóng bóng tối và những cái phần bị tổn thương bên trong mình để có thể thức tỉnh tinh thần sâu sắc và tìm thấy hạnh phúc đích thực. Tại sao thì từ từ chúng ta sẽ thấy hơn trong cái bài này. Chúng ta sẽ đối mặt với những cái gì mà bị che giấu và đè nén bên trong mình để mà có thể trải nghiệm cái ánh sáng chân thật. Chúng ta thừa nhận, khám phá và chữa lành những tổn thương của mình để mà có thể hành động một cách có ý thức chứ không phải là một cách bản năng hay là vô thức nữa. Như vậy, chuyển hóa bóng tối chính là cái con đường mà dẫn đến sự soi sáng. Khi mà ta có thể nhận thức được cái điều mà chôn giấu bên trong chúng ta thì à, chúng không có quyền lực để kiểm soát lên ta nữa và ta sẽ được giải thoát khỏi cái sự lôi kéo của của bóng tối. Như vậy, phần tối cái bóng cái shadow đó, cái shadow self của chúng ta đó. Cuối cùng thì nó là cái gì? Nó là cái phần mà chúng ta không ý thức được. Cho nên gọi là tối là bởi vì chúng ta không không ý thức được nó, không không biết được nó. Không nhìn thấy nó mặc dù nó vẫn hiện hữu. Nó chứa đựng mọi thứ mà ta cảm thấy là ta thấy xấu hổ khi nói về nó, ta thấy tội lỗi, ta không thể chấp nhận được. Khi ta suy nghĩ ta cảm nhận và thể hiện nó là mọi những cái xung động những ý tưởng bị kìm nén, những cái ham muốn hay là những cái sợ hãi mà mình đã nhốt nó lại. Nhiều khi là một cách vô thức, nhiều nhiều khi là một cách chúng ta cố tình để mà để mà được xã hội, để mà có thể hòa nhập vào trong xã hội và được xã hội chấp nhận. Và shadow work là một cái thuật ngữ được sử dụng trong tâm lý học và, và từ từ còn Jung, ông, ông là người Đã đưa ra cái thuật ngữ này Để mà mô tả cái quá trình khám phá Và hợp đưa trở lại Các cái khía cạnh mà ta từ chối Của bản thân Và một phần Một phần cái mục đích của shadow work Là để cho chúng ta uh, Có thể có lại được cái cảm giác toàn vẹn Và đích thực, bởi vì Cái con người thực sự của chúng ta Là con người có đủ cả, cả hai cái mặt đó Và um, uh, để mà chúng ta có thể sống một cách chân thật như vậy lại nó là cái khía cạnh tâm lý mà à, chứa đựng những cái phần mà chúng ta không thể nhìn thấy về bản thân mình nó là những cái khuôn mẫu hiện hữu những cái hành xử mà chúng ta không có ý thức về nó nó là những cái phần mà bị chúng ta kìm nén từ chối à, không thích xa lánh hay là lưu đày nó chứa được những cái bản năng nguyên thủy của chúng ta và nó được hình thành khi chúng để mà chúng ta thích nghi với văn hóa, với lý tưởng, với cái kỳ vọng của tập thể và chúng ta thấy là cái sự hình thành của nó là một cái phần tự nhiên của sự phát triển rồi giống như là một cái đứa trẻ chúng ta đây có những cái tiềm năng ở dạng tiềm năng và nhưng mà dần dần uh, chúng ta đi vào cuộc sống để mà phát triển cái danh tính của mình đó thì và do cái hoàn cảnh mà chúng ta và chúng ta đã phải chấp nhận những cái đặc điểm tính cách nhất định và từ chối những cái đặc điểm khác là tùy vào cái bối cảnh của gia đình và và của xã hội thì như vậy chính gia đình cha mẹ bạn bè thầy cô nhà trường xã hội đã tác động nên cái tạo nên cái cái phần bóng ăn của chúng ta, bởi vì sao? Có những cái hành vi, cảm xúc hay niềm tin mà bị xã hội chối bỏ và cũng bị chính chúng ta chối bỏ để để làm gì? Để chúng ta có thể hòa nhập, để chúng ta có thể được chấp nhận và yêu thương. Và giống như là chúng ta phải đeo một cái cái mặt nạ để mà thể hiện trước cái thế giới này. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ cứ sống với một cái cái mặt nạ để mà được xã hội chấp nhận thế này thì và nó không thật với cái bản thân mình thì chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên trầm cảm bởi vì giống như là chúng ta chưa hoạt động hết cái cái tiềm năng của mình giống như một đứa trẻ lúc nhỏ rất là thích vẽ chẳng hạn nhưng mà uh, cha mẹ lại um, hoặc là ai đó chê là nó vẽ xấu và um, làm cho nó bị thu chột đi cái cái tài năng nó và sau này nó nghĩ là nó không vẽ um, cái 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 cái, cái cái tiềm năng mà vẽ và cái 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 yêu thích đó của nó đã bị đè nén lại và và ừ, nhưng mà thực sự ở trong nó thì nó vẫn rất thích như thế thì giống như là nó đã không không sống được trọn vẹn với toàn bộ những tất cả những cái phần đích thực của nó và à, và như chúng ta thấy đó những cái phần mà những cái mong muốn những cái tiềm năng đó những cái phần đích thực hoang dã và cấm kỵ xã hội của chúng ta nó không đơn giản là nó biến mất đi nó bị mắc kẹt trong bóng tối và nó tìm cách thoát ra một một cách tuyệt vọng bởi vì cả những cái gì nó nó là một cái quy luật của tự nhiên thôi khi mà chúng ta tác động cái gì đó lên một lực thì nó cũng phản lại một cái lực khi mà chúng ta đang đang đẩy đi một cái gì đó thì nó nó đều đều có một cái gì đó khuynh hướng là muốn bật ngược trở lại nhưng cái cái lò xo vậy, nó bên cạnh đó cái phần bóng tối nó cũng không chỉ là những cái gì mà chúng ta chối bỏ mà uh, nó nó còn là cả những cái nơi mà chúng ta uh, nó còn lưu trữ những cái trải nghiệm khó khăn, những cái vết thương và những gánh nặng cảm xúc và đây là cái nơi mà nó liên quan rất là nhiều đến với những cái tổn thương của cái cái đứa trẻ bên trong chúng ta có thể hiểu là đứa trẻ bên trong là cái phần mà phần cái cái um, phần phần uh, phần thuần khiết ở bên trong chúng ta uh, nếu mà để cho nó phát triển trọn vẹn và tốt đẹp thì nó luôn luôn tò mò háo hức và vui tươi nhưng mà uh, với những cái cái tổn thương từ những những cái giai đoạn thời thơ ấu có thể làm cho cái đứa trẻ bên trong uh, mà nó thể tác động rất là nhiều đến cái cái con người lớn sau này như vậy chúng ta càng phủ nhận nhiều những cái gì ở bên trong mình đó, và những cái gì mà chúng ta cho là thấp kém xấu xa không thể chấp nhận được thì nó sẽ trở thành một cái phần của cái bóng của chúng ta tuy nhiên cái bóng nó cũng không chỉ có những cái phần đó mà nó còn chứa đựng cả những cái tiềm năng chưa được sống dậy những niềm vui chưa được thể hiện những ước mơ mà chúng ta ấp ủ những gì chưa thành hình nó có cả sự tự tin, sức mạnh trọn vẹn nhất của chúng ta, rồi những điều chưa nói thành lời, những bước mà chúng ta mong muốn thực hiện, những mong muốn sâu sắc nhất của chúng ta và cả những điều mà chúng ta khao khát và cái cái kho báu nội tâm hay là cái golden shadow đó chính là những cái tiềm năng tích cực, những cái năng khiếu, những cái phẩm chất tốt đẹp mà mà chúng ta chưa có gì hoặc là chưa có thể biểu hiện lộ nó ra bên ngoài mà còn bị nhốt ở trong bóng tối của vô thức thì cái công việc uh, shadow work này nó còn soi rọi vào cả cả những cái cái phần tiềm ẩn đó của chúng ta và uh, giúp cho chúng ta có thể uh, khai mở cái kho báu nội tâm lên mình. Yeah. ví dụ là có rất là nhiều những cái tiềm năng sáng tạo của chúng ta bị nhấn chìm trong bóng tối. Bởi vì chúng ta được dạy khi còn nhỏ là phải từ chối nó hay là chúng ta tin rằng chúng ta không, không có cái năng khiếu về điều đó chẳng hạn. Và uh, ngoài ra những cái món quà, những cái phẩm chất vàng mà bị dấu kính này nó còn có thể bao gồm là những cái đức tính, những cái phẩm chất như là tính quyết đoán, sự tự tin, lòng trắc ẩn, rồi khiếu hài hước và cả cái tài năng nghệ thuật, nhạy cảm, hoặc là tham vọng, sự nổi loạn trực giác và tài năng tâm linh thì à, cái trực giác ở đây thì chúng ta có thể là không phải hiểu theo cấp độ nội môn là như là trực giác ở cấp độ bồ đề mà là giống như là cái 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 cảm nhận trực tiếp của con người nhiều hơn thì khi mà chúng ta làm cái công việc shadow work thực hành cái shadow work thì nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta ngoài cái việc mà mà chuyển hóa cái phần bóng tối nó còn giúp chúng ta khai phá được những cái tài năng, những tiềm ẩn ở bên trong mình và um, qua cái shadow work này chúng ta sẽ thấy là um, ngay cả những khi mà chúng ta chuyển hóa được bóng tối thì chúng ta thấy là cả những cái cả những cái tổn thương của quá khứ thì nó cũng đều chứa đựng một cái món quà, một cái bài học hoặc là uh, một một cái mà giống như là khi mà chúng ta đã đã làm chủ được thì nó sẽ trở thành một cái cái tài năng của chúng ta như vậy chính cái hành trình nghe nó hơi nghịch lý nhưng mà chính cái hành trình đi qua bóng tối là dẫn đến sự soi sáng tâm linh và thực ra là là một một phần nào đó chúng ta cũng có thể hiểu là um, liên quan đến nội môn thì cái cái hành trình mà thực hành Shadow Work là cái hành trình xua tan đi ảo cảm và ảo tưởng bởi vì ảo cảm và ảo tưởng là những gì chúng ta không ý thức được về là những cái mà nó không thật mà nó 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 làm uh, biến dạng cái sự thật làm méo mó sự thật và và uh, nó chúng ta bị che mờ bởi bởi cái cái bóng tối của ảo cảm và ảo tưởng và nếu như mà cái việc xua tan đi ảo cảm và ảo tưởng chính là toàn bộ cái con đường thanh luyện và uh, soi sáng tâm linh trên con đường tinh thần Thì thì nó cũng một phần nào đó Ta liên hệ giữa giữa tâm lý học hiện đại Và cái con đường tâm linh là, là ở chỗ đó Vậy thì nãy giờ chúng ta đã hiểu được Cái phần tối của bên mình Cái góc tối của mình rồi Nó là cái gì cũng như shadow là gì thì Vậy thì tại sao chúng ta cần phải làm việc Với phần tối bên trong mình Hay nói khác hơn nếu không thì sao? điều gì sẽ xảy ra khi cái phần tối này nó bị chối bỏ? như hồi nãy em cũng có nói là um, giống như một cái quy luật tự nhiên thôi, cái gì chúng ta đè nén nó thì nó sẽ bật lại. bất cứ những cái gì mà ta chối bỏ bên trong mình thì đều quay lưng chống lại ta. nếu chúng ta lấy oán mà báo oán thì là oán ấy nó cứ chập trùng thôi. cho nên nếu chúng ta đối xử với bất cứ một cái gì đó không phải chỉ là cái phần gì bên trong mình mà bên ngoài cuộc đời mà chúng ta đối bằng cái tiêu cực thì chúng ta cũng sẽ nhận lại cái tiêu cực. Dạ. Yeah. Thì cái uh, cái cái vấn đề là cái bóng tối nó có thể tự hoạt động mà ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Có nghĩa là nó có thể làm cho chúng ta uh, nó có thể tự 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 hoạt động mà uh, như như là và làm cho chúng ta hoạt động như một người máy được lập trình vậy bởi và lập trình bởi cái gì bởi những à, những cái phần phần tối phần của tiềm thức mà phần chúng ta không ý thức được bởi những cái tập khí của quá khứ như vậy là có khi ta thấy ta làm những cái việc mà ta không cố ý mà sau đó thì ta hối hận hoặc có khi ta nói những cái điều mà ta bình thường ta không nói rồi ta truyền năng lượng tiêu cực đến những người gần gũi của mình mà điều đó là điều ta không muốn như vậy thì khi mà ta không ý thức được cái bóng thì ta sẽ làm tổn thương cái mối quan hệ của chúng ta với gia đình với bạn bè và nó tác động đến các mối quan hệ nghề nghiệp cũng như là cái khả năng làm chủ, tự chủ cuộc đời của chúng ta rồi đó là một cái việc chối bỏ đàn áp hay là phủ nhận bóng tối của mình cho dù là vô thức hoặc là ý thức thì nó đều là một cái hành động nguy hiểm bởi vì như hồi nãy chúng ta thấy là có một cái sự thật sâu sắc về cái bóng là nó luôn tìm cách để được biết đến. Càng cái gì mà càng đè nén thì nó sẽ càng à, có một cái cơ hội nó sẽ bọc ra một cách dữ dội hơn. Cái bóng nó luôn khao khát được thấu hiểu, được nhận thức và được được hợp lại, trở lại. Do đó càng bị chôn vùi sâu trong vô thức thì nó sẽ càng tìm cách để khiến mà chúng ta phải nhận thức được sự tồn. Chúng ta nó sẽ phải gây sự chú ý qua à, những cái gì mà nó bộc phát ra và những cái vấn đề khác có thể nảy sinh khi mà chúng ta từ chối cái cái mặt tối của mình nó có thể là bởi vì nó là một phần trong mình mà nếu mà chúng ta từ chối nó đó là cái sự chúng ta đang đánh lừa bản thân và cả người khác nó là những cái cơn thịnh nộ không thể kiểm soát mà cái điều này là chính em đã từng em đã trải nghiệm và, và đúng là cái thời gian rất là những cái những cái tháng vừa rất gần đây thôi khi mà em tìm hiểu về shadow á thì là cũng là cái thời gian mà cái san hô của em nó nó nổi lên và có rất là nhiều những cái drama trong cái cuộc đời à, cho nên là nó 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 giống như vũ trụ vậy nó 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 rất là à, liên quan đến đến những cái gì mà mà em đang trải qua dạ. và ngoài ra là khi mà phần tối bị chối bỏ thì nó cũng có thể xảy ra những cái sự thao túng cảm xúc và tinh thần của người khác nghiện ngập sợ hãi lo lắng bất an cảm giác mong manh những cái bệnh tâm lý uh, lạm dụng rồi ái kỷ xấu hổ Tự thương mình tự hại bản thân như vậy chúng ta sẽ thấy là rất nhiều những cái uh, vấn đề tâm lý khi mà cái phần phần tối trong mình nó bị chối bỏ khi phần tối của con người bị xa lánh hay từ chối thì nó sẽ có xu hướng làm suy yếu và phá hoại cuộc sống của chúng ta bị kìm nén trong vô thức đủ lâu thì nó sẽ làm tăng stress giống như cái phần bóng tối nó nó không có được thoát ra cái phần cái tiềm thức nó không xả ra mà nó toàn là rác thì nó sẽ làm tăng stress lo âu căng thẳng và làm yếu cái hệ thống miễn dịch mà ghê hơn là nó có thể uh, gây ra những cái hành vi hủy hoại cực đoan, như điện ngập lòng tự trọng thấp rồi uh, và yeah, và và khi mà chúng ta uh, không có ý thức được khi chúng ta uh, say rượu thì là những cái phần bóng tối đó nó nó sẽ được giải phóng ra và nó chúng ta không thể biết được những cái hậu quả nó như thế nào đúng không ạ và à, cái cách thức mà chúng ta có rất là nhiều cái cách mà chúng ta đã chối bỏ cái bóng bên trong mình và cái cách mà chúng ta chối bỏ bên trong mình đó, là ừ, nó là qua cái gọi nó còn gọi là qua những cái là gọi là cơ chế phòng vệ những cái chiến thuật tâm lý vô thức được cái, cái tôi hay cái bản ngã sử dụng để mà trốn tránh với thực tế những cái cảm xúc hoặc suy nghĩ và mong muốn thực sự của chúng ta để mà tránh chúng ta khỏi phải bị tức là nó phòng vệ cho chúng ta khỏi phải bị 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 đau đớn bị tổn thương bằng bằng những cái cơ chế phòng vệ như thế thì thì với cái mục đáng lẽ là cái mục mục đích của nó là để phòng vệ nhưng mà thực ra là nó làm cho chúng ta đã không không ý thức được cái cái cảm xúc thật của mình và và chúng ta bị bị chúng ta khỏi hoàn toàn những cái suy nghĩ uh, cái 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 sự thật ở bên trong chúng ta và một trong những cái cơ chế phòng vệ đó là cái sự phóng chiếu bất cứ những cái phẩm chất nào mà ta phủ nhận ở bản thân thì ta lại phóng chiếu ta nhìn thấy ở người khác và uh, ta phóng chiếu lên người khác bất cứ điều gì ta chôn giấu ở trong mình nó nó là cái kiểu mà cái thói quen tự động nhìn thấy người khác những gì mình mang trong mình hở uh, lỗ cho người khác nó giống như kiểu là uh, suy bụng ta ra bụng người một cái sự suy diễn vì trong trong mình có cái gì thì mình lại thấy À, cái 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 điều đó ở những cái người khác hay ở những cái thứ khác xung quanh mình do đó một những cái cách để mà chúng ta nhận diện cái 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 cơ chế phòng vệ tức là cái cách mà chúng ta đang chối bỏ cái bóng tối của mình đó là cái cảm giác khó chịu đây là một cái dấu hiệu rõ ràng là là đó là cái bóng của chúng ta khi mà chúng ta thấy khó chịu về một cái gì đó một cái điều gì đó là chứng tỏ là là cái bóng cái bóng của cái đó nó tồn tại bên trong chúng ta, nha. Yeah. thì ta thực ra là chúng ta sẽ thấy là không hẳn nó là một cái gì đó mà mà hoàn toàn là chúng ta sẽ nghĩ là nhiều khi nó hoàn toàn không liên quan gì với chúng ta luôn. giống như là có một cái gì một cái số thứ mà mình thấy, mình rất là ghét chẳng hạn. Là mình không thể là mình nghĩ là nó là một phần trong mình nữa. nhưng mà ở đây cái cái ý em đã rất là chật vật rất là khó khăn để mà hiểu. để mà tại vì em 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 phản biện lại cái mình đọc cái này mình nói có những thứ là mình thực sự mình mình rất ghét và mình không bao giờ mình sẽ có những cái điều đó vậy thì tại sao lại nói nó là cái phần bóng tối trong mình tại sao lại là của mình được nhưng mà sau này khi mà em suy ngẫm hiểu không và có thể chút nữa trong phần 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 thảo luận mà có thể cho thêm thêm ý kiến thì em mới hiểu ra là à chính không phải là cái 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 điều đó nó ở trong mình theo cái cách thức mà mình mà ghét nó nhưng mà chính là vì cái sự mà mình từ chối á, mình từ chối cái gì đó thì thì mình mình đang giống như là nó đang ở trong mình nó giống như kiểu là mình mình ghét một ai đó thì chính là mình đang tạo một cái sợi dây liên hệ của mình với cái người đó vậy mà mà cái sợi dây liên hệ này là một sợi dây tiêu cực nó nó giống như kiểu là mình người ta nói là ghét của nào trời trao của đó bởi vì mình mình ghét một ai đó thì là cái cái mối dây liên kết giữa mình với người đó càng nhiều thì 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 mình mình sẽ phải gặp lại người đó như thế nào đó để mà chuyển hóa bởi vì cái bài học của cái cõi hồng trần này luôn luôn là yêu thương và hòa giải chừng nào mình chưa hòa giải được là mình sẽ để vẫn còn sẽ phải học tiếp cái bài đó do đó là đến chừng nào khi mà chúng ta không còn phải thấy giống như thành là vô kỵ không còn kỵ với ai không còn không còn phải phải ghét bỏ cái gì nữa thì lúc đó chúng ta mới không còn dính mắt chúng ta mới không còn còn à, À, không còn cái bóng tối về cái điều đó nữa. Dạ, không biết mọi người có hiểu cái cái ý ý này không ạ? À? Dạ. Thì cái sự phóng chiếu nó không chỉ là với cả những cái đặc điểm uh, xấu mà chúng ta cũng phóng chiếu cả những cái đặc điểm tốt ở bên trong mình nữa. Nhưng nhiều khi là mình lại mình mình ngửa bỏ người ta nhưng thực ra nó cũng là tiềm ẩn bên trong mình. Nhưng mà điều này là một cái điều tích cực để mà mình thấy là à thay vì mình nhận ra cái bóng tối trong mình qua cái sự khó chịu thì thực ra cái golden shadow đó là khi mà mình ngưỡng mộ ai đó về một cái điều gì đó thì thực ra là nhiều khi đó cũng là một cái tiềm ẩn trong mình tuy nhiên vì nó làm cái sự tiềm ẩn cho nên để mà khai phá nó nó không phải là chỉ cần cái sự nhận ra mà còn phải có hành động phải có ý chí để mà nỗ lực nỗ lực uh, hiện thực hóa cái cái sự thật đó nữa à. đúng không ạ rồi uh, và tất nhiên không phải là không phải lúc nào những cái gì mà chúng ta suy diễn nó cũng chỉ là ảo mà nhiều khi nó cũng đúng sự thật như vậy và cái trường hợp này người ta gọi là project on reality có nghĩa là phóng chiếu lên thực tại tức là nhiều khi chúng ta suy nghĩ những cái uh, những cái gì đó mà chúng ta phóng chiếu lên người khác thì thực sự người ta cũng cũng có những cái đặc điểm như vậy ngoài ra thì sẽ không đi sâu vào những cái cơ chế phòng vệ này mà chỉ điểm qua thôi nó còn có nhiều những cái cơ chế còn vẽ khác như là để mà tức là những cái cách mà chúng ta đã đẩy từ chối cái 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 phần tối ở trong mình là chúng ta kìm nén nó chúng ta không cho nó thể hiện ra nhưng mà càng đàn áp thì nó sẽ càng thể hiện cực đoan hơn ở không lúc này thì lúc khác và hoặc chỉ là thành cái bệnh gì đó trên cơ thể của chúng ta như là cái cái trẻ trường thái là nghiệm hoặc là sự phản kháng uh, bằng cách phủ nhận hoặc là ứng xử tiêu cực đối cứ cứ ai mà chạm đến cái 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 tổn thương của chúng ta à, thì là chúng ta sẽ tự nhiên là giống như là chăm phải cái cái chỗ là chúng ta nhảy dựng lên liền dạ. và và um, chia rẽ chia rẽ đó là cái cái chế phòng vệ mà chúng ta sẽ đồng hóa vào um, chúng ta sẽ chia thành cái cái thế giới này thành cái nhị nguyên đúng sai thiện ác và chúng ta liên kết với một phần âm hay là dương rồi chúng ta từ chối cái phần phần còn lại và trong tất cả các cơ chế phòng vệ này thì thì cái phóng chiếu và cái chia rẽ là cái cái mà uh, ngoài ra còn có những cái như hợp lý hóa, lý trí hóa nữa chúng ta hợp lý hóa gì đó để chúng ta uh, cảm thấy uh, ok nhưng mà trong tất cả những cơ chế phòng vệ này thì phóng chiếu và chia rẽ là cái nguy hiểm nhất bởi vì nó có thể gây hại không chỉ với chúng ta mà còn với những người khác ừ. nhất là chúng ta thấy những cái cuộc chiến tranh hiện tại đó là cái cái sự sự phóng chiếu của cái sự chia rẽ trong cái tâm phân biệt à, nghĩ mình là ai cũng nghĩ là mình đúng thì mới mà bên kia là sai cho nên nên à, trong hai trong hai bên của cuộc chiến đúng không ạ thì nó 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 nó, nó rất là nguy hiểm ở cái điều đó như vậy rồi ngoài ra nữa là tại sao chúng ta cần chuyển hóa cái phần bóng tối bên trong mình như chúng ta thấy cái phần cái phần bóng tối cái phần mà chúng ta không ý thức được đó nhiều khi nó cũng chính là những cái tổn thương từ quá khứ từ thời thơ ấu mà chúng ta giờ chúng ta khi mà đã làm người lớn rồi chúng ta không khi mà chúng ta nếu mà chúng ta không ý thức về nó thì chúng ta không ngờ là những cái tổn thương của thời thơ ấu đó giống giống như một cái đứa trẻ nó vẫn còn bị mắc kẹt từ cái thời đó mặc dù bây giờ chúng ta đã là người lớn chúng ta an toàn rồi nhưng mà nhưng mà cái đứa trẻ bên trong đó uh, nó vẫn không nhận ra cái điều đó và chúng ta vẫn hành xử như một đứa trẻ khi mà khi mà chúng ta bị lại những cái tổn thương này thì những cái trải nghiệm của thời thơ ấu cho dù là gì đi nữa nó đều có thể định hình cái rất là nhiều lên cái hành vi cái quá trình suy nghĩ cái phản ứng của chúng ta khi chúng ta trưởng thành do đó chúng ta uh, cần phải làm cái công việc soi sáng vào những cái những những cái trải nghiệm của quá khứ này để mà có thể chuyển hóa nó và thay đổi nó để mà có thể thoát khỏi cái cái sự cái cái sự giam cầm của quá khứ này rồi những cái tác động của cái tổn thương thời ấu đối với hành vi của người lớn như là cái vấn đề uh, chúng ta sẽ gặp cái vấn đề này, nếu như là một đứa trẻ phải trải qua cái tổn thương về về Uh, niềm tin uh, đáng lẽ là cái tuổi thơ là cái 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 chúng ta tin vào lòng tốt người khác một cách rất là tự nhiên nhưng mà nếu mà bị bị mất niềm tin thì chúng ta rất là dễ khi lớn lên chúng ta sẽ cảnh giác chúng ta sẽ nghi ngờ rồi uh, rất là khó khăn trong việc hình thành các mối quan hệ thân thiết nếu mà khi còn nhỏ chúng ta bị tổn thương uh, liên quan đến những cái người uh, người chăm sóc những người thân cận với mình hoặc là những cái lo lắng, những cái trầm cảm mạng tính, rồi những cái thói quen tự hủy hoại cũng là, đôi khi nó cũng làm cái 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 mà chúng ta bị tổn thương từ khi còn nhỏ và chúng ta đã phát triển cái thói quen này để mà một cách để mà thoát ly khỏi thực tại như là một cách để mà mà đối phó khỏi không phải đối mặt với cái cái nỗi đau à, nhưng mà đó là cái cái sự giải pháp tạm thời mà thực ra là nó lại dẫn đến rất là nhiều tác hại hơn về sau về lâu dài như là bị bị nghiện chẳng hạn. Rồi ngoài ra ở một số trường hợp khác là nếu mà uh, chúng ta bị tổn thương thời thơ ấu mà uh, chúng ta bị, bị 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 chê ba hay bị coi thường và khi mà chúng ta lớn lên chúng ta sẽ giống như một cái sự trả thù và chúng ta cố gắng đạt đến một cái sự hoàn hảo đơn giản đến thành công mà chúng ta uh, kiệt sức luôn chúng ta uh, Uh, không bao giờ và và chúng ta không cảm thấy hài lòng những hạn và hoặc là ở một cái cực đoan khác là chúng ta trở thành một cái người mà luôn luôn đi làm chiều lòng những người khác mà quên mất đi cái 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 nhu cầu và cái mong muốn của mình tức là quên mất đi cả cái cái cái, cái những cái cái gì cơ bản nhất con người thật của mình uh, đánh mất chính mình luôn mà, mà mà chỉ là để để được để được công nhận để được hòa nhập để được yêu thương rồi ngay cả những cái vấn đề nghề nghiệp như là khi mà chúng ta không không được khuyến khích để khám phá sở thích nguyện vọng của mình đó, thì rồi nhiều khi sau này lớn lên chúng ta chỉ làm cái công việc gì đó để cho uh, chúng ta có thể hòa nhập vào xã hội và chọn sự ổn định thay vì đam mê và bởi vì chúng ta uh, không có tin vào cái ước mơ hay tiềm năng của mình và nó cũng ảnh hưởng đến cả cái hình ảnh của bản thân nữa bởi vì uh, cái cách mà chúng ta nhìn nhận về bản thân mình là phản ánh cái niềm tin của đứa trẻ bên trong của chúng ta về bản thân chúng ta. Ờ, nếu mà đứa trẻ bên trong của chúng ta uh, bị chỉ trích Hoặc là uh, coi thường thì chúng nhiều khi chúng ta sẽ có cái lòng tự trọng thấp chẳng hạn. Nhưng mà ngược lại, thì nhiều khi uh, nếu mà uh, đứa trẻ bên trong của chúng ta được đánh giá quá cao, nhiều khi chúng ta uh, bị cái hình ảnh của bản thân của chúng ta lại bị phóng đại lên hoặc là chúng ta uh, không không có có thấy cái sự tự tin hay là biết đủ bên trong mà luôn tìm kiếm cái sự xác nhận hoặc là sự ngưỡng mộ từ bên ngoài và hoặc là cảm thấy bị đe dọa bởi những cái lời chỉ trích chỉ trích hoặc là sự thất bại và và yeah. rồi khi cả là nó ảnh hưởng đến cả cái việc ra quyết định khi mà chúng ta là một người lớn nữa bởi vì cái việc ra quyết định nó giống như là à, dẫn dắt cái cuộc đời của chúng ta và nếu như là cái uh, cái vết thương chưa uh, cái cái đứa trẻ bên trong của chúng ta mà có những cái vết thương mà chưa có được chữa lành thì những quyết định của chúng ta thường sẽ phản ánh những cái nhu cầu chưa được đáp ứng của nó thì tức là nó sẽ không có phải là thực sự là 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 là, là, là sáng suốt nữa, Dạ. Yeah. Giống như ở đây cái ví dụ là nếu đứa trẻ bên trong chúng ta luôn khao khát được xác nhận vì nó đã bị bỏ lơ trong quá khứ nhiều khi mình lại thấy là mình liên tục tìm kiếm cái sự chấp thuận của người khác, mình sẽ chọn cái gì để làm hài lòng người khác hơn là những gì thực sự tốt cho mình. Yeah. Và nó uh, nó còn ảnh cũng ảnh hưởng đến cả những cái những cái mối quan hệ của chúng ta nữa. Do đó uh, cái việc mà nhận cái này nó là một cái liên tưởng khác đến cái việc mà bên cạnh cái việc việc mà nhận ra cái tác động của cái cái những cái tổn thương thời thơ ấu đối với đứa trẻ bên trong của chính chúng ta thì chúng ta cũng nhận ra cái việc mà chúng ta cần rất là trân trọng trẻ em để mà uh, bởi vì trẻ em nó không ngừng quan sát và học hỏi từ chúng ta và chúng ta nhận ra những cái hành động của chúng ta có thể tác động như thế nào đến với trẻ em và chúng ta hãy cố gắng trở thành những cái tâm gương nhân ái và yêu thương chúng ta thấu hiểu được cái sức mạnh của cái lời nói của hành động đối với tâm hồn non trẻ của các em bé vậy à, chúng ta đã đi qua cái cái phần um, tại sao chúng ta cần phải chuyển hóa bóng tối vậy thì shadow work là là làm cái gì shadow work làm cái quá trình để mà khám phá cái bóng tối bên cái góc tối bên trong nội tâm hay là cái cái phần bóng tối của chúng ta nó là cái sự ra khai phá ra à, mở ra những cái phần mà chúng ta đã từ chối đã đè nén à, đã phủ nhận và đó là cái con đường mà Nó như đi đến cái đích thực thực chất để và và làm hòa với cái bóng tối của mình chuyển hóa nó tích hợp nó đưa trở lại để mà soi sáng nó tức là cuối cùng chúng ta hòa nhập với nó bằng cách là chúng ta soi sáng nó thì dần dần cái bóng tối đó đã chuyển hóa thành cái ánh sáng nhưng mà trước khi chúng ta đi vào sâu hơn cái shadow work là cái gì thì chúng ta phải chú ý vậy thì shadow work không phải là cái gì shadow work nó không phải là cái việc mà chúng ta cố gắng ép buộc việc chữa lành phải diễn ra nhanh chóng shadow work cũng không phải là nghĩ là cả những cái bóng âm nó đều đen tối hoặc là xấu xa bởi vì chúng ta thấy rồi đó cái bóng của chúng ta nó rất là đa dạng đúng không ạ? Nó có cả những tiềm năng trong đó Nó có cả những cái đứa trẻ bên trong Những cái tổn thương của những đứa trẻ bên trong Những phần rất là mong manh Thậm chí nó là những cái phần trẻ thơ trong chúng ta Mà khi chúng ta lớn lên Chúng ta phải đi làm Chúng ta phải mang cái bộ mặt của người lớn của chúng ta Quên mất cái phần Cái phần uh, ham chơi đùa uh, Đùa nghịch của đứa trẻ chẳng hạn Và hoặc là đơn giản là Cái phần trẻ thơ trong chúng ta Nó luôn cần cái tình yêu thương Dạ yeah thì như vậy chứ không phải là tất cả cái phần bóng tối nó đều là những cái phần gì đó à, đen tối hay là xấu xa mà nó cũng có cả những cái phần rất là trong sáng và và những cái tiềm năng rất là à, đẹp đẽ những cái kho báu của nội tâm như thế và Shadow Work nó không phải là cái việc chúng ta à, đầu Shadow Work hôm nay rồi xong một cái bài tập rồi vậy là xong chúng ta dừng công việc coi như nó là một lần là xong không phải vậy mà gần như đâu work là là cái 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 công việc nếu mà nó nếu chúng ta thấy nó như cái việc xua tan ảo cảm và ảo tưởng thì nó là toàn bộ cái phần con đường dự bị và con đường thậm chí là cả trên con đường đệ tử trước khi mà chúng ta có thể nói đến những con đường xa hơn Tức là toàn bộ cái giai đoạn đầu của con đường đạo con đường tinh thần nó à, chính là giống như cái việc mà chuyển hóa bóng tối đến ánh sáng Dạ yeah bởi vì một người giác ngộ là giống như một người mà đã chuyển hóa hoàn toàn đã soi sáng hoàn toàn những cái phần tối của mình đã thích hợp là hợp đây là soi sáng hoàn toàn cái phần tối để chuyển hóa nó thành ánh sáng vậy và như vậy nó là công việc của cả đời của cả nhiều kiếp đời nữa đúng không ạ chứ không phải là một lần là xong và shadow work cũng không phải là cái việc mà chúng ta sử dụng những cái khám phá của mình như một cái cớ để thể hiện cái bóng của mình và gây tổn hại đến bản thân của người khác không phải là chúng ta nhân danh là a à, ai à, cũng có bóng tối thì cái 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 phải chúng ta phải sống thật với nó. theo chúng ta hiểu như vậy là là chúng ta phải sống thật với bóng tối theo cái kiểu là chúng ta cứ thể hiện cái bóng tối và gây cái tổn hại cho người khác, không phải như vậy. Shadow work là cái việc mà chúng ta nhìn nhận, nhìn nhận là có những cái phần đó bên trong mình nhưng mà không chỉ dừng lại ở đó và chúng ta sẽ đối mặt và chúng ta chuyển hóa nó chứ không phải là chúng ta để để cái phần bóng tối đó À, à, vận, vận hành chúng ta hay là điều khiển chúng ta và gây tổn hại cho người khác tương tự nó không phải là cái việc mà củng cố cái ngã của cái bóng âm có nghĩa là hoặc là củng cố cái cảm giác mình là nạn nhân hay là mình không đủ tốt và shadow work cũng không phải là cái việc mà chúng ta chìm trong bóng tối à, chúng ta cô lập bản thân như vậy ở đây một câu hỏi sẽ đặt ra là như vậy có phải là cái công việc shadow work này nó phù hợp với tất cả mọi người ở tất cả mọi giai đoạn hay không? Rõ ràng chúng ta thấy là là không mà. Chúng nữa chúng ta thấy kỹ hơn. Bởi vì liệu chúng ta có đủ nội lực để mà để mà, mà mà mà, mà tiến hành cái shadow work này chưa? Nếu thực ra cái shadow work là một cái rất là rộng. Nếu như shadow work nói đến cái phần chữa lành đứa trẻ bên trong thì bất kỳ ở giai đoạn nào bất kỳ chúng ta là ở đâu thời điểm nào cũng cần hết và cũng đều có thể và nên làm là bằng cái việc tình thương bằng sự thấu hiểu nhưng nếu Shadow work muốn nói đến cái phần mà đối mặt với cái phần xấu xí cái phần đen tối thì không hẳn là ai cũng đã phù hợp đâu ạ à. bởi vì nếu không chúng ta có khi chúng ta sẽ rơi vào chúng ta lại càng cho cái bóng tối nó nó mạnh hơn lên khi mà chúng ta chìm trong nó nếu mà chúng ta chưa đủ ánh sáng để mà chuyển hóa nó khi mà bóng tối chúng ta nó quá nhiều mà ánh sáng thì chưa có đủ dạ vậy thì tóm lại shadow work hay chuyển hóa phần bóng tối nó là việc khám phá những cái phần những cái thói quen những cái phẩm chất bị ẩn giấu bị từ chối bên trong của chúng ta rồi ta phải hiểu là cái công việc này phải thực thực hiện một cách tức là chậm rãi, nhẹ nhàng, kiên nhẫn và xem nó như là một cái quá trình vậy. Chứ không phải là chỉ một lần rồi thôi mới là một cái quá trình. Và thậm chí là chúng ta có thể ngừng lại hoặc tạm dừng khi cần thiết để mà chúng ta lắng nghe cái nhu cầu bên trong của mình. Và shadow work là cái việc mà chúng ta chúng ta thấy cái cốt lõi ở đây là cái sự chân thật đúng không ạ? chúng ta đối diện với cái phần phần khó ưa nhất cái phần khó chịu chúng ta bình thường chúng ta từ chối chúng ta không muốn nhìn bây giờ chúng ta lại phải quay đầu nhìn thấy nó đó là cái việc mà sống chân thành và thành thật với chính mình liên tục vun bồi sự tự nhận thức và cái tính chân thực bởi vì chỉ có cái sự trung thực nhìn nhận thì nó mới giúp cho chúng ta à, có thể 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 sống thật mà thôi và nếu mà chúng ta không có sống thật với bản thân mình thì cũng sẽ rất là khó để mà chúng ta có thể sống chân thật với thế giới, với cuộc đời, với những người khác. Và cái việc chuyển hóa phần tối này đòi hỏi rất là nhiều cái sự khiêm tốn và để mà chúng ta nhận ra là cái bóng âm này, cái bóng tối này nó có thể xuất hiện kể là chúng ta bao nhiêu tuổi cho dù chúng ta già bao nhiêu nó vẫn có thể xuất hiện và cho dù chúng ta đã tu tập nhiều đến chừng nào bởi vì nó nó đâu phải là uh, nó nếu mà chúng ta chưa có chuyển hóa thì mỗi ngày qua chúng ta chưa có ý thức để mà chuyển hóa thì nhiều khi chúng ta lại đang tích tụ thêm những cái bóng mới trong khi cái bóng cũ thì còn chưa được giải quyết nữa đúng không ạ do đó là chúng ta cần giữ một cái sự khiêm tốn và luôn luôn ý thức luôn luôn chánh niệm để mà có thể chuyển hóa nó và cái việc chuyển hóa phần tối này nó chính là cái sự phát triển trong cái nó được phát triển trong cái tình yêu thương bản thân sự sáng tỏ và bình an nội tâm chúng ta sử dụng cái sức mạnh của lòng từ bi với bản thân để mà có thể nhìn nhận đón nhận chuyển hóa và tích hợp những cái phẩm chất bóng tối bên trong của mình như vậy cái bức hình ở đây là khi chúng ta có thể biết được chính mình một, một cách mà à, thân mật nhất tức là tức là cặn kẽ và sâu sắc thì chúng ta mới có thể trân trọng được những người khác một cách từ bi và với cái sự chân thật này thì shadow work nó đi vào cái tận gốc rễ đi vào cái phần mà chúng ta không dám nhìn vào và chúng ta phải đối mặt nó nó sẽ tạo ra một cái sự chữa lành sâu sắc nó nhắm vào tận cái gốc rễ những cái vấn đề ẩn sâu của chúng ta chứ không chỉ là những cái triệu chứng bề ngoài nó giúp chúng ta có thể hiểu bản thân rõ hơn và tự tin hơn để có thể là chính mình nhờ đó mà cái trí tuệ cái cảm xúc và cái tinh thần của chúng ta cũng sẽ sáng tỏ hơn khi chỉ khi mà chúng ta có thể chấp nhận được cái phần tối trong chính mình thì ta mới có thể dễ cảm thông với những phần tối trong những người khác hơn dạ và chúng ta cũng như nhờ thế nhờ cái sự cảm thông đó mà chúng ta cũng có thể có cái mối quan hệ tốt đẹp hơn với những người khác và nhờ cái shadow work này nó cũng giúp chúng ta tăng cường Cái lòng trắc ẩn khi chúng ta thấy được Cái phần bóng tối là cái phần tự nhiên Trong mỗi con người Và và chúng ta nhìn thấy được cái sự uh, Đau khổ của người khác khi mà Họ đang bị vận hành bởi cái bóng tối của họ Và chúng ta uh, Khi chúng ta hiểu hơn cả những cái người Chúng ta không thích um, Bởi vì có phải đó là một cái sự mà chúng ta đang từ chối không ạ à? Thì thì chúng ta mới, mới um, uh, Có thể hóa giải được Những những cái những cái xung đột những cái mâu thuẫn và như vậy shadow work nó cũng giúp chúng ta có thể cải thiện cái sức khỏe về thể chất về cảm xúc và tâm trí và bởi vì như chúng ta thấy là trong cái shadow của chúng ta nó còn có cái golden shadow nó là cái tiềm năng sáng tạo khi mà chúng ta soi rạo vào trong sâu thẳm những cái ước mơ những cái khao khát mà nó đã bị chôn vùi của chúng ta thì nhiều khi là nó sẽ mở ra cho chúng ta những cái tiềm năng, những cái năng khiếu tiềm ẩn mà chúng ta đã giấu kín, chúng ta đã đàn áp nó đi, những cái khả năng sáng tạo. Và chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về đam mê và mục đích sống của mình. Chúng ta có thêm can đảm để mà đối mặt với những điều mà chúng ta chưa biết và sống một cuộc sống thực sự, một cuộc sống uh, authentically, sống thật với chính mình. Và uh, chúng ta mới có được một cái cảm giác trọn trọn vẹn trong cái cốt lõi của mình, con người của mình. Tất nhiên, shadow work nó là một cái hành trình dài và không có một cái giải pháp nào nhanh chóng cả. Nó đòi hỏi thời gian, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, đòi hỏi sự liên tục, sự tận tâm, sự cả khiêm tốn và sự can đảm, lòng dũng cảm nữa. Đúng không ạ? Và cái 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 lệ, những cái lệ kể ra đây nó không phải là xảy ra trong một sớm một chiều. À, tương tự như vậy, nó cái lợi ích của cái việc mà khi mà chúng ta chữa lành được cái đứa trẻ bên trong khi mà chúng ta hiểu được cái như là một phần của công việc shadow work này chữa lành đứa trẻ bên trong như một phần của nó thì chúng ta sẽ hiểu được là những bây giờ như một người trưởng thành chúng ta có những cái hành xử như thế nào khi mà chúng ta đi nhìn sâu vào những cái khuôn mẫu hành vi của mình và hiểu được những cái tổn thương của quá khứ đã tác động đến những cái khuôn mẫu hành vi của mình thì có hiểu được cái gốc rễ như vậy chúng ta mới có thể chuyển hóa được và như vậy chúng ta mới có thể viết lại cái kịch bản của cuộc đời mình chúng ta mới có thể phá vỡ những cái xiềng xích của của quá khứ và chúng ta có mới có tạo ra một cái câu chuyện mới cuộc đời mới của chúng ta mà nó không bị không bị những cái che mờ của những cái ảo cảm ảo tưởng của những cái tổn thương trong quá khứ hoặc là của những cái tập khí của nghiệp quả mà nó được soi sáng uh, bằng tự nhận thức bằng lòng trắc ẩn và sự trưởng thành và cái sự tự nhận thức này chính là cái bước đầu tiên để mà chúng ta có thể chữa lành và chỉ hóa ngoài ra chúng ta thấy shadow work và thức tỉnh tâm linh thì thức tỉnh tâm linh là một cái quá trình mà nó giống như chúng ta bóc đi từng cái lớp vỏ phi ngã, những cái lớp vỏ mà nó không phải là bản thân chúng ta, những lớp vỏ của hình tướng, cho dù cái hình tướng đó là hình tướng của hồng trần, hình tướng vật chất, rồi hình thấy là những hình tướng của cảm xúc hay những hình tướng của cả suy nghĩ thì nó vẫn là trong tam giới của tam 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 giới của con người là những là những cái uh, tam giới của của form của của sắc tướng và uh, hay là dục giới thì uh, hay là sắc giới thì như vậy shadow work là cái để mà chúng ta đi những cái lớp vỏ đó đi đến cái bản chất chân thật của chúng ta mà từ cái góc độ nội môn và góc độ tâm linh chúng ta hiểu là cái cái con người thật của chúng ta chính là tinh thần là là linh hồn hay là cái phần thiên tính phật tính bên trong chúng ta hay xa hơn nữa là cái phần cái phần chân thần của chúng ta và và chúng ta cũng sẽ thấy là shadow work nó có phải là nó liên quan đến cái sự cân bằng trung đạo kết nối và đón nhận tất cả chấp nhận tất cả à, trọn vẹn cả mọi mặt của chúng ta hay không và như vậy nó chính là cái con đường đạo con đường tâm linh hay không và nếu như là công việc của à, linh hồn cái cuộc hành trình thực hành chữa lành trưởng thành và mở rộng tâm thức thì shadow work chính là một phần cốt lõi của quá trình này hay là cái giai đoạn đầu tiên của nó giai đoạn thanh luyện chuyển hóa cái phần bóng tối nhằm làm soi sáng bóng tối và xua tan những tắc nghẽn che khuất cái ánh sáng nội tâm để mà sau này cái cái ánh sáng của linh hồn cái ánh sáng của thiên tính hoặc tính có thể tỏa rạng bên trong chúng ta dạ vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái phần cốt lõi của shadow work là gì chúng ta bắt đầu đối mặt với bóng tối của mình qua cái hành trình tự nhận biết và mang ánh sáng đến với thế giới A à, nhưng mà trước khi mà đi vào đó thì có thể chúng ta sẽ đặt câu hỏi là liệu shadow work có phải là phương pháp thực hành phù hợp với bạn vào thời điểm này trong hành trình của bạn hay không? Như hồi nãy em đã có nói đó. Nếu như là shadow work là cái việc chữa lành đứa trẻ bên trong nó luôn luôn cần cho dù bạn ở giai đoạn nào. Bởi vì chữa, lẹ, chữa, chữa lành đứa trẻ bên trong nó sẽ liên quan nhiều đến cái tình yêu thương, cái lòng trắc ẩn, sự chấp nhận. Ừ. và và cái việc mà À, làm cha mẹ cho đứa trẻ bên trong của mình thì ở giai đoạn kỳ giai đoạn nào chúng ta cũng nên làm và cần thiết hết. Tuy nhiên, nếu như shadow work là cái việc mà đối diện với cái phần xấu xí à, phần tiêu cực trong mình mà tức là nếu mà nếu là cái phần mà đối diện với cái phần thậm thậm chí là có những cái phần mà tổn thương của đứa trẻ bên trong mà nếu mà nó quá quá nặng nề thì nhiều khi nó cũng chưa chưa hẳn là à, đã phù hợp nếu mà chúng ta chưa có đủ ánh sáng chưa có đủ sự tự tin và chưa có đủ cái cái tình thương yêu bản thân cũng như chưa có đủ cái nội lực trí tuệ và nhận thức do đó nó dẫn đến những cái quy tắc cơ bản và cảnh báo trong shadow work như sau thứ nhất là chúng ta phải thực hành chánh niệm từ bi với bản thân để cho shadow work thực sự là một trải nghiệm chuyển hóa và chữa lành bởi vì chúng ta biết là nếu mà chúng ta đối mặt với cái bóng tối khi mà chúng ta à, chưa có đủ yêu thương bản thân, chưa có đủ cái sự chánh niệm và từ bi, thì nhiều khi chúng ta lại còn chìm sâu hơn vào nó, nhiều khi chúng ta còn thấy tự ti hơn nữa, hoặc là nhiều khi chúng ta à, 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 còn chìm đắm trong đó và nó nó không còn phải là một cái chữa hóa và chữa lành mà còn nặng nặng thêm nữa hoặc là chúng ta gợi lại những cái gì đó của quá khứ mà chúng ta chưa có đủ sức để chuyển hóa, chúng ta bị bị choáng ngợp và bị nhấn chìm trong đó nữa luôn thì nó rất rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Thứ hai là dạ là thực ra là cũng trong cái ý đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không cố gắng thực hành shadow work nếu chúng ta còn nhiều tự ti và gặp khó khăn trong việc yêu thương và chấp nhận bản thân. Bởi vì như thế nó sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều lần. Do đó, như vậy ở đây nó nhấn mạnh cái việc mà chúng ta cần phải thực hành cái tình yêu thương bản thân hàng ngày, cần cái cái sự cái lòng từ bi với bản thân à, trước khi mà chúng ta có thể từ bi với mọi người mà thực sự cái 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 nếu mà mọi người hiểu một cách sâu sắc chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta hiểu chấp nhận yêu thương bản thân và không cần cái sự chấp thuận gì từ bên ngoài mà tự bản thân chúng ta yêu thương bản thân đủ thì chúng ta sẽ phát triển một cái lòng tự trọng lành mạnh để mà chúng ta không cần cái sự chấp thuận nhiều từ bên ngoài và chúng ta mới có thể thực sự yêu thương người khác một cách trọn vẹn và thực sự và thêm nữa một cái cái nguyên tắc cơ bản nữa đó là chúng ta phải tiếp cận với shadow work với cái sự dịu dàng bởi vì shadow work là một công việc rất là nhạy cảm thậm chí là nhiều khi nó sẽ cần cái gì đó rất là riêng tư nữa chứ không hẳn là cái cái việc uh, chúng ta thấy như là, như chút nữa chúng ta thấy những cái việc như là chúng ta viết viết uh, những cái uh, giống như cho viết viết nhật ký về shadow work thì nó cần phải rất là sự riêng tư bởi vì trong đó là chúng ta bộc lộ hoàn toàn bản thân mình thì nó phải có đủ cái cái không gian hoặc là cái cái sự an toàn về riêng tư và cái sự chúng ta phải có đủ cái nhạy cảm để mà tiếp cận với nó một cách à, dịu dàng nhưng nếu không thì cái là phần bóng tối là nó rất là nhạy cảm nó có thể chuyển vào cái chế độ à, chiến đấu nếu mà chúng ta quá hâm hở hoặc nóng vội hướng tới kết quả do đó cái cái lời nhắc nhở ở đây đó là chúng ta cần sự bình tĩnh tỉnh táo và trung tính, trung tính chỉ có ở trung tính à, thì chúng ta mới có thể cân bằng à, giữa âm dương sáng và tối đúng không? ạ Chúng ta không cố gắng thực hành khi chúng ta đang buồn bã giận hay là trong những cái tâm trạng tiêu cực bởi vì cái cảm xúc tiêu cực nó sẽ phóng đại hoặc nó làm biến dạng cái phần tối của chúng ta có thể là dẫn đến những cái cái tác động phá hoại hơn là hữu ích 7 Bảy lời nhắc trước khi bắt đầu cái hành trình Shadow Work này đó là điều quan trọng nhất trả lời cho cái câu hỏi của cái phần này là chúng ta phải tự xét xem là mình có sẵn sàng bắt tay vào hành trình này hay chưa bởi vì không phải là ai cũng sẵn sàng cho công việc sâu sắc này và điều đó là không sao cả bởi vì tất cả chúng ta mỗi người có một câu chuyện riêng của mình ở xuất phát ở những cái điểm khác nhau và đang ở những cái giai đoạn khác nhau rồi tất cả chúng ta sẽ đi đến đích mà thôi có điều là tại một thời điểm thì mọi người không nhất thiết là ai cũng phải sẵn sàng cho cái công việc này như như những cái cảnh báo về những cái nguy hiểm của nó chúng ta đã nói đến thứ nhất chúng ta sẽ xét thử xem để mà thực sự chúng ta sẵn sàng thì chúng ta có yêu thương bản thân mình đủ chưa nếu chúng ta thường xuyên căm ghét bản thân hoặc đánh giá thấp giá trị của bản thân thì nhiều khi nó nó sẽ làm chúng ta tệ hơn nữa cho nên chúng ta phải có một cái hình ảnh bản thân mạnh mẽ và lành mạnh thứ hai do đó thực ra là Trước hết trong cái việc shadow work. Theo ý kiến cá nhân của em thì là chúng ta nên chữa lành cái tổn thương của đứa trẻ bên trong trước rồi xong sau đó khi mà có cái những cái tổn thương đã được chữa lành rồi thì chúng ta mới đi vào cái và chúng ta có một cái sự tự tin và cái sự tự trọng lành mạnh rồi thì chúng ta mới bắt đầu đối diện xử lý tiếp với những cái à, à, phần phần tối khác trong mình. Nhưng mà thực ra nó cũng có thể là là song song Ừ, tại vì thực ra nó cũng uh, tác động lẫn, lẫn nhau nữa nhưng mà um, miễn là chúng ta phải luôn luôn tiếp cận Shadow work với cái sự chánh niệm và từ bi thứ hai là chúng ta phải xác định cái sự cam kết của mình bởi vì nó cần cái sự kỹ luật tự giác kiên trì nhưng mà chậm rãi nhẹ nhàng theo tốc độ riêng của mình và quan trọng nó đòi hỏi cái sự trung thực bởi vì chúng ta sẽ sẵn sàng hoàn toàn thành thật với chính mình mà công việc này là công việc chỉ có mình ta làm với ta thôi đúng không tất nhiên là sẽ có những cái à, giống như chúng ta sẽ thấy là có những cái người mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng và chúng ta có thể à, nhờ cái sự trợ giúp như những nhà trị liệu này hoặc à, những cái người chúng ta tin tưởng mà à, có thể chúng ta có những cái phản hồi về những cái góc tối những cái điểm mù của chúng ta à, tuy nhiên đó tức là chúng ta phải hoàn toàn thành thật với chính mình mà nếu với chính mình với những người mà mình thân cận mình không còn có thể thành thật thì mình còn có thể nói được gì nữa đúng không ạ? Và chúng chị hỏi mình xem là chúng ta đang muốn được xác thực, được chấp thuận hay là chúng ta đang tìm kiếm sự thật. Và chúng ta, thứ tư là chúng ta phải chắc chắn là chúng ta bước vào một cái không gian nội tâm yên tĩnh và trung tính. Do đó chúng ta phải thư giãn. Bởi vì nếu chúng ta căng thẳng hoặc là chúng ta có thái độ phán xét thì chúng ta sẽ cản trở cái quá trình này. Do đó chúng ta sẽ kết hợp với cái sự tĩnh tâm và chánh niệm và cái shadow work nó tiếp cận tốt khi mà nó chỉ ở trong một cái không gian nội tâm khi mà chúng ta trong tâm của chúng ta bình tĩnh trung lập và thậm chí là chỉ thực sự là chỉ khi mà chúng ta giống như tỉnh lại thì những cái phần à, tối đó nó, nó mới có thể chúng ta mới có thể nhìn thấy nó nó nổi trội lên hoặc nhìn thấy nó một cách rõ hơn sáng suốt hơn và thứ năm chúng ta cũng phải hiểu là chúng ta không phải là suy nghĩ của mình à và chúng không cái định suy nghĩ của chúng ta nó cũng không định nghĩa về chúng ta mà suy nghĩ không phải chỉ cảm xúc nó đến rồi đi mà cả suy nghĩ cũng vậy luôn. Vậy, yeah. do đó chúng ta sẽ tích hợp cái thực hành thiền vào cuộc sống của mình, tự vi với bản thân. hồi nãy chúng ta cũng đã nói rồi. và thứ bảy nữa là cái lời nhắc thứ bảy đó là chúng ta sẽ giống như có một cái cuốn nhật ký ghi lại tất cả những gì mình tìm thấy mình khám phá ra giống như chúng ta đã uh, vật chất hóa những cái gì chúng ta khám phá ra nó bằng giống như À, kiểu là giấy trắng mực đen chúng ta nhìn thấy ra thì nó nó giống như kiểu là nó sẽ giúp chúng ta thấy nó rõ ràng hơn vậy à, và chúng chúng ta có thể theo dõi cái quá trình học hỏi phát triển và à, nó tạo ra những, những khi mà chúng ta kết nối lại chúng ta sẽ có thể có được những cái tri kiến sâu sắc à, chúng ta đi tiếp vào các giai đoạn của shadow work thì tại sao chúng ta cần biết về các giai đoạn của shadow work để mà chúng ta có thể thấy là đôi khi chúng ta nếu mà chúng ta bối rối chúng ta không biết chúng ta ở đâu trên cái hành trình này thì chúng ta sẽ biết là nó có những cái cần nó cần phải đi qua những quá trình này à, những cái giai đoạn này để mà mình mình có thể biết à, biết là mình đang ở đâu để mình nên làm gì và hành trình này nó cũng không phải là tuyến tính tất cả các công việc nội tâm nó đều không phải là tuyến tính mà nó nó đều là luôn luôn liên tục là đi lặp lại những cái vòng lặp à, học đi học lại ôn đi ôn lại cho đến khi À, các phần tối được cuối cùng được tích hợp và chuyển hóa thì năm cái giai đoạn của nó là đầu tiên là uh, chúng ta sẽ phủ nhận cái bóng tối rồi chúng ta phóng chiếu cái bóng tối đó nhưng mà thực ra là hai cái giờ nào có có thể không không phải là một phần của shadow world mình mặc dù nó là cái giai đoạn của cái cái bóng cái sự nó giống như cái giai đoạn là những giai đoạn phát triển của cái cái bóng tối vậy uh, nhưng mà cái shadow world thực sự mọi người có thấy không là nó bắt đầu từ cái giai đoạn thứ ba thứ tư thứ năm đó là giai đoạn mà chúng ta bắt đầu đối mặt với nó, tức là chủ ý tìm nhận thức về nó, khám phá ra nó là gì, nó ở đâu, à, những cái khuôn mẫu tiêu cực của chúng ta nó như thế nào. Thứ tư là chúng ta tích hợp chúng ta, đưa nó về trở lại, và cuối cùng là chúng ta chuyển chuyển hóa nó. Dạ, cũng nhận phóng chiếu khám phá tích hợp dạ yeah. thì um, cái hai giai đoạn phủ nhận với phóng chiếu thì chúng ta đã hiểu rồi đi nhanh thôi cái giai đoạn khám phá tức là chúng ta quyết định một cách có ý thức là chúng ta sẽ đi vào bóng tối và đối mặt với nó và như vậy nó cần cái lòng dũng cảm đúng không ạ và cái sự trung thực chân thành rồi đến cái giai đoạn tích hợp là chúng ta bắt đầu uh, thay vì chúng ta từ chối đàn ép nó chúng ta đón nhận lại nó một cách có ý thức có nghĩa là chúng ta chấp nhận chúng ta uh, với cái lòng trắc ẩn, khiêm tốn và tha thứ chúng ta đón nhận nó, chúng ta chấp nhận nó, thừa nhận nó và và đây là cái lúc mà sự chữa lành uh, thực sự bắt đầu diễn ra. Yeah. Nhưng mà nếu mà chỉ dừng ở đó không thôi thì uh, thì cũng cũng chưa có đủ đúng không ạ? À thì chúng ta sẽ thấy là có nhiều cái thực hành về shadow work nó đã có sẵn cái yếu tố tích hợp và và chuyển hóa và uh, cái 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 sự hợp này mười một cách khác đó chính là cái sự chấp nhận nhận và quan trọng cái giai đoạn hợp này đó là chúng ta nó cần rất là nhiều cái tình thương và lòng từ bi với bản thân và những cái phương pháp hợp bóng tối đơn giản nhưng mà mạnh mẽ đó là nói những cái lời tử tế và khẳng định thậm chí là viết những cái cái lá thư mà lời yêu thương với mình hoặc là vẽ những cái hình ảnh chữa lành hoặc là sáng tạo nghệ thuật bóng tối tức là để cho cái bóng tối nó có thể được thể hiện ra rồi lắng nghe những cái hình dung hoặc những bài thiền chữa lành mình trong đó mình ôm ấp những cái phần bóng tối của mình đặt tay lên tim và bụng ôm lấy cơ thể của chúng ta đó là những cái người ta gợi ý và không không phải là chỉ dừng ở cái giai đoạn hợp đó mà quan trọng nữa là chúng ta sẽ chuyển hóa nó, tức là điều hướng cái bóng tối này theo cái cách có lợi và làm cho chúng ta mạnh mẽ và um, ví dụ như là chúng ta chuyển hóa cơn giận để mà chúng ta hướng nó tới một cái mục đích cao cao cả hơn, tại vì cơn giận lúc này nó là một cái năng lượng, một cái năng lượng mà nó có thể thúc đẩy làm động lực cho chúng ta dùng cho một cái gì đó cao cả hơn nhiều hoặc là thay vì chúng ta phê phán cây gắt thì chúng ta sử dụng cái năng lượng đó chúng ta chuyển hướng nó để giúp cho chúng ta thay vì chỉ trích thì nó là giúp chúng ta có thể phân biệt đúng xấu tốt sai một cách rõ ràng hoặc là chúng ta chuyển hóa cái sự tận hưởng khoái lạc thành cái tình yêu dành cho việc trải nghiệm vẻ đẹp và niềm vui sống hợp và chuyển hóa là hai mặt của cùng một đồng xu trong khi tích hợp là giống như là cái phần âm là cái phần mà đón nhận chào đón thì còn chuyển hóa là cái phần cực là cái phần dương là cái phần mà chúng ta phải bỏ nhiều công sức để mà biến nó thành cái gì đó mới mẻ cho nó một cái mục đích cao hơn và cả hai đều cần thiết và quan trọng thì uh, chuyển hóa bóng tối nó cái việc này nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái loại bóng tối mà chúng ta đang làm việc và cái cách đơn giản nhất để mà chuyển hóa một cái bóng tối là chúng ta suy ngẫm về bất kỳ cái câu hỏi nào sau đây đó là nếu cái bóng này nó được thể hiện một cách lành mạnh thì nó sẽ trông như thế nào làm sao tôi có thể hướng cái bóng này theo cái cách mà làm phong phú thêm cuộc sống hàng ngày của tôi và cái món quà mà cái bóng này nó trao tặng tôi là gì để mình có thể chuyển hóa nó cho nó một cái mục đích cao cả hơn À. Uh, dạ. Yeah. Những cái ví dụ về cái việc chuyển hóa bóng tối như là chúng ta chuyển hóa cái năng lượng dục để mà nó cũng là cái năng lượng của sự sáng tạo, sự sinh sản, chúng ta sẽ hướng nó về những cái dự án mà sáng tạo mà uh, về cái mặt tinh thần. Rồi, chúng ta chuyển hướng cái năng lượng của cái bóng nạn nhân vô vọng thay vì chúng ta là uh, mang một cái cái tâm lý là nạn nhân là tuyệt vọng thì chúng ta chuyển cái năng lượng đó thành chúng ta ủng hộ cho những cái người mà không có tiếng nói à, tức là người thấp cổ bé họng chẳng hạn rồi chúng ta như hồi nãy khai thác cái năng lượng cái bóng giận dữ đưa vào chúng ta làm việc nhà này. cái này bởi vì cái năng lượng hoặc là những cái việc đơn điệu bình thường rất là nhàm chán nhưng mà chúng ta có cái, cái cái năng lượng để làm cái việc đó rồi và chúng ta đi vào cái cái phần cuối cùng là cái phần cốt lõi của cái thực hành Shadow Work. Yeah. Em xin phép đi một lạc luôn rồi, à, chúng ta sẽ dừng lại phần tổng luận nha. Tại vì thời gian online thì chúng ta không có nhiều thời gian á. Uh, yeah. uhm, chúng ta sẽ thấy là trong rất là nhiều những cái tài liệu về Shadow Work nó kể ra rất là nhiều những cái phương pháp uh, khác nhau. đa phần chúng ta sẽ thấy là em thấy là cái phần mà viết journaling có nghĩa là uh, biết như là một cách để mà chúng ta uh, khám phá và khám phá cái 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 phần bóng tối bên trong của mình đó mà bằng cái việc mà hiểu về nó là như thế nào đó, là nó cũng đã giúp chúng ta từ cái việc tự chuyển thức đó nó đã giúp chúng ta chuyển hóa rồi thì uh, có rất là nhiều phương thức nhưng mà tụ trung lại chúng ta sẽ thấy là cái shadow work nó cốt lõi thứ nhất đó là về cái việc mà nó nó là cái quá trình có là cái công việc của nội tâm trong cái sự buông bồi nhận thức về bản thân ờ, đó là cái việc mà chuyển cái khả năng quan sát nội tại và ý thức về những cái suy nghĩ cảm xúc động lực hành vi của chính mình đó là cái việc mà tự vấn để xem coi là mình cái động lực của cái hành động này của cái suy nghĩ này của mình là gì? Nó là cái từ cái lòng tham hay là nó là từ cái việc mà chúng ta muốn giúp đỡ người khác thực sự đi đến tận cùng cốt lõi chân thực nó là gì? À, cái cái việc nhận thức về bản thân này là là để chúng ta hiểu được bản thân hiểu được uh, cái cảm xúc của mình nó đến từ đâu cái suy nghĩ của mình nó đến từ đâu từ cái gốc rễ của nó luôn để mà chúng ta có thể nhận quan sát và à, kết nối để mà thấy được những cái khuôn mẫu hành vi tiêu cực nó đi từ như thế nào như vậy đó là chúng ta nhận thức về những cái cảm xúc thật của mình những cái định kiến những cái thiên kiến của mình à có phải là mình suy nghĩ như thế này mình nói như thế này là do những cái định kiến này và cái định kiến này là từ một cái trải nghiệm của quá khứ hồi xưa mình bị con chó nó cắn rồi bây giờ mình nhìn thấy con chó nào mình cũng nghĩ là nó sẽ cắn mình đó ví dụ như vậy đó là một cái cái một cái ảo cả một cái thiên kiến sai lầm đó phải bởi vì con chó không phải con chó nào nó cũng như vậy đúng không ạ, hoặc là uh, người yêu uh, của ngày xưa của mình mặc áo màu xanh gì đó uh, mà 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 lại là mình tổn thương mà bây giờ bất cứ ai mặc áo màu xanh cũng, cũng sẽ gợi lên cái điều đó chẳng hạn đó là khi một cách vô thức mình không hiểu tại sao mình có một cái ác cảm hay cái gì đó thì bây giờ mình phải phải soi chiếu vào những cái đó tức là nhận thức được những cái 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 gì cái động cơ nào cái cái những cái ước mơ, những cái nỗi mình sợ cái gì, những cái mâu thuẫn gì trong mình, những cái khuôn mẫu hành xử tư duy nào của trong mình và và phức tạp hơn nữa mà có thể chưa cần đến là chúng ta thậm chí biết cả chính cái sự nhận biết của chúng ta biết là chúng ta đang biết hay là như thế nào và những cái niềm tin sâu xa tức là chúng ta phải đi tới tận cốt lõi luôn cả những cái cái niềm tin sai lầm sâu xa hay là những cái vết thương bên trong những cái của quá khứ những cái từ thời thơ ấu những tổn thương của đứa trẻ bên trong những cơ chế phòng vệ của tâm trí và những cái chất liệu của vô thức đang đang bị đè nén gì? Dạ. Tại sao cái vun bồi sự nhận thức về bản thân là quan trọng? Bởi vì uh, nếu uh, mà uh, Sherry Carter Scott bà được mệnh danh là Mother of Coaching là uh, uh, mẹ bậc một thầy về khai vấn tức là mẹ đẻ của của cái ngành ngành khai vấn coach thì bà có nói là không có sự tự nhận tự biết thì là không thể có sự chuyển hóa without awareness thì um, transformation is impossible không thể nào có cái sự chuyển hóa được và và ví dụ như chúng ta có trải nghiệm đi nữa chúng ta có có trải nghiệm đi nhiều đi nữa nhưng mà nếu mà chúng ta không thực sự suy ngẫm chúng ta không thực sự phản tư về cái trải nghiệm đó thì liệu chúng ta có thực sự học được bài học hay không? Nhiều khi chúng ta sẽ uh, cứ học hoài bởi vì chúng ta cứ trải nghiệm hoài nhưng mà chúng ta không có ngồi suy ngẫm lại, không rút ra bài học, không có đúc kết. Thì nhiều khi là chúng ta vẫn chưa thực sự học, chúng chưa thực sự nội hóa nó vô trong cái 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 nhận thức của mình. Chỉ khi mà chúng ta nội hóa nó qua cái sự chiêm nghiệm, qua cái sự phản tư, phản tỉnh thì nó mới mới uh, mới mới được được nội hóa bên trong chúng ta trong cái nhận thức của chúng ta và chúng ta thấy cái cốt lõi của shadow work không chỉ là của shadow work mà của cả mọi cái sự nền tảng của mọi sự phát triển cảm xúc tâm lý và tâm linh là cái sự buông bồi cái sự tự nhận biết sự tự nhận thức về bản thân mình nếu mà chúng ta thiếu nhận biết về bản thân thì chúng ta có thể dễ dàng trở nên bị mắc kẹt trong những tiểu mẫu độc hại và đời sống của chúng ta bị điều khiển bởi những xung động những thói quen vô thức và những cái niềm tin mù quáng vốn chính là những những cái bóng này những cái mà chúng ta không ý thức được đúng không ạ do đó cái việc vun bồi nhận thức về bản thân là quan trọng và nó được thực hiện qua cái gì chính là qua cái sự tham thiền để mà vun bồi cái sự chánh niệm tỉnh thức quan sát bản thân qua cái sự đó chính là cái cái mà nếu mà em chắc chắn là đa số người mọi người trong chúng ta À, những người mà đã đi trên con đường tinh thần đều biết đến thiền vipassana nó là một cái mà để vuông bồi quán quán sát nội tại đúng không ạ nó bắt nguồn cái nhận thức về bản thân muốn biết thì phải quan sát mới biết được và quan sát đó là quan sát thân thọ tâm pháp như là thiền vipassana nó giúp chúng ta tỉnh lại quan sát bản thân lắng nghe cơ thể sống thật và sống trung thực chúng ta càng sống thật và sống trung thực thì chúng ta càng có được cái cái um, cái, cái, cái sức mạnh để mà chúng ta có thể sống thật sống trung thực hơn thì chiêm nghiệm nội tâm phản tư giúp chúng ta tăng cường cái năng lực quan sát nội tâm nhờ cái năng lực rời khỏi những cái cảm xúc những cái suy nghĩ để mà quan sát này chúng ta mới có cái sự tự chủ thực sự của cái của cái con người tinh thần thực sự bên trong chứ không phải là những cảm xúc những cái suy nghĩ của mình nó đen của hay là những cái thành kiến của quá khứ những cái kìm hãm của quá khứ nó đang kìm giữ ta mà chúng ta thực sự tầm chủ cuộc đời chứ không phải là bị vận hành bởi quá khứ nghiệp quả của quá khứ nữa do đó nó cũng đòi hỏi cái sự điềm tĩnh nữa và cái buông bồi nhận thức về bản thân nó còn đòi hỏi cái sự khiêm tốn và đón nhận cái phản hồi của người khác nữa bởi vì chắc chắn là à, chúng ta sẽ có những cái điểm mù mà giống như bây giờ chúng ta không đâu thể nhìn thấy được cái góc của mình nhiều khi chúng ta nhờ một cái tấm gương để chúng ta soi rằng cái góc của mình hoặc nhờ ai đó nhìn cho mình đúng không ạ dạ. trừ khi sau này chúng ta uh, phát triển thành cái vật mà nói chúng ta phát triển con mắt thứ mấy đó hoặc là cái cái nhìn đấy chứ còn nhìn đâu đâu nhìn được có những cái phần mà chúng ta không thể những cái điểm mù mà, mà chúng ta cũng không thể biết được dạ rồi cái vung bồi nhận thức về bản thân bằng cái việc mà suy ngẫm về cái điểm mạnh của mình là gì và điểm yếu của mình là gì điểm mạnh là cái gì mình mình phát huy điểm yếu là cái gì Uh, cũng cố củng tăng cường nó lên hoặc là uh, tùy những cái lúc nào đó. Uh, yeah. Và nó có thể vun bồi nhận thức về bản thân thông qua cái việc mà chúng ta viết nhật ký, thông qua cái việc mà chúng ta làm trách nhiệm tính cách thông qua chúng ta việc tham vấn với chuyên gia hoặc nhà trị liệu. vậy tóm lại cái vùng vun bồi nhận thức bản cho thân uh, qua chúng ta qua cái sự tự vấn, qua sự tự đặt câu hỏi với chính mình, tự đặt câu hỏi và viết ra À, cách tự do qua việc quan sát nội tâm suy nghĩ cảm xúc và hành động của mình rồi quan sát cái động cơ gì đã thúc đẩy mình đó là thì chúng ta có thể nhận ra đó là động cơ từ bóng tối hay động cơ từ sự ý thức từ lòng trắc ẩn cái gì kích hoạt cảm xúc và suy nghĩ này của tôi khi mình thấy cái gì đó khó chịu về ai đó nhưng khi mình thấy vô lý quá ủa tại sao mình lại khó chịu người này có làm gì mình đâu tự nhiên mình thấy khó chịu cái gì đã làm mình khó chịu thì nó sẽ giúp mình soi sáng được cái phần bóng tối của mình và một cái phần cốt lõi thứ hai của shadow work là chánh niệm và từ bi nếu mà không có chánh niệm không có nhịn nhàng và từ bi thì chúng ta không thể chuyển hóa bóng tối một cách đúng đắn chúng ta có thể chuyển hóa nó nhưng mà không phải là một cách đúng đắn đúng không mà nếu mà không đáng thì coi chừng cái chuyển hóa nó thành tối hơn hay sao đúng không ạ chuyển hóa bóng tối với chánh niệm là một quá trình suốt đời nó là một phần thiết yếu của cuộc sống chánh à, niệm tỉnh thức và shadow work hồi nãy đã nói rồi đúng không ạ trong cái phần cảnh báo nó chỉ hiệu quả khi nó được thực hiện từ tình thương yêu từ bi với bản thân sẽ là cái liều thuốc chữa lành chúng ta nhìn nhận xác nhận chấp nhận tha thứ và yêu thương bất cứ cái phần tổn thương nào xuất hiện từ bóng tối ở đây có một câu trích dẫn là cả những cái phần bóng tối bên trong ta nó đều cần đến sự chú ý và yêu thương của chúng ta cả do đó với sự dịu dàng và lòng nhân ái. Ta không thể, ta không chỉ có thể làm bạn với phần tối bên trong mình mà ta còn có thể tìm thấy những bài học ẩn giấu cho có thể có thể phục hồi được những cái tiềm năng, những món quà, những cái năng khiếu và có thể chuyển hóa, giải phóng những cái những cái tiềm năng đó, giải phóng những cái bóng tối của mình để thoát khỏi, khỏi những tổn thương là để để à, phát triển mình chúng ta một cách trọn vẹn hơn và lòng từ bi bản thân nó là một công cụ chữa lành mạnh mẽ, nó làm giảm cái sự tự chỉ trích bản thân, nó làm tăng cái tốc độ chữa lành cảm xúc và nó giống như là cái lớp dầu, cái lớp mà giống như là cái vết thương vật chất, vật lý của chúng ta, chúng ta đau, cắt nứt ra thì chúng ta có cái vết thương băng bó, cái lòng từ bi nó giống như cái 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 dầu xoa dịu vậy đó. Nó và nó cũng giúp cho chúng ta nâng cao khả năng tự nhận thức và thúc đẩy khả năng phục hồi của cảm xúc một kiếp ngoài buông bồi từ nhận thức chánh niệm từ bi tình yêu thương thì một cái cốt lõi quan trọng khác của shadow work đó là cái sự nhận thực tại như nó là và thực tại của cuộc sống là cuộc sống vốn vốn không hoàn hảo đúng không ạ à? mọi cả mọi vạn vật đều đen trang đều trên cái con đường tiến hóa ngay cả trong nội môn chúng ta sẽ hiểu là ngay cả hành tinh thượng đế của chúng ta vẫn đang tiến hóa mà rồi vũ trụ cũng đang tiến hóa cấp độ thiên hà chúng ta vẫn đang tiến hóa, dạ thì huống chi là cái con người nhỏ bé của chúng ta, à, chúng ta bất toàn nhưng mà chúng ta hãy chấp nhận cái 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 sự đó với một cái sự vui vẻ bởi vì um, nó là một cái phần của tự nhiên thôi để mà chúng ta không có bị quá áp lực và uh, ở đây là cái cái hình về cái uh, uh, Kintsugi là một cái cái nghệ thuật của người Nhật Bản mà um, kết nối lại những cái phần mảnh vỡ bằng cái bằng bằng cái 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 một một bàn kim và giống như có cái câu nói là uh, đều mọi thứ nó đều có cái nứt vỡ nào đó và chính từ cái sự nứt vỡ đó mà ánh sáng nó có thể đi vào có phải là thông qua những cái đau khổ những cái tổn thương mà mà chúng ta trở nên trừ từ bi trắc ẩn hơn không và nhờ đó mà cái ánh sáng tại vì ánh sáng của linh hồn bản chất của linh hồn bản chất của thiên tính phật tính là tình yêu thương là từ bi là tâm bồ đề mà thì thì uh, mới phát triển hơn không cái đó chúng ta chấp nhận thiếu sót như là một phần của cái bức tranh mua sa ít cái bức tranh những cái những cái những cái mảnh những mảnh ghép những cái mảnh độc đáo của chúng ta và không ai là hoàn hảo cả và mọi người đều có những cái sức mẻ và thay vì chúng ta chỉ trích bản thân về những khuyết điểm này, chúng ta hãy thừa nhận chúng với lòng từ bi và sự thấu hiểu và chính những nứt vỡ này đã tạo nên chúng ta ngày hôm nay và thêm chiều sâu và nét đặc trưng cho cái bức tranh của chúng ta. Ngoài ra, cái việc ngoài cái việc chấp nhận khuyến khích, thì thì cái shadow work nếu mà chúng ta nói về cái uh, một cái mặt khác là cái mặt tối mà những cái, cái những cái xấu những cái tính xấu đó, thì nó chính hoặc là những cái tội lỗi trong quá khứ thì nó cũng là cái sự sự chấp nhận qua cái sự sám hối đúng không ạ? Giống như qua cái nó chính cái công việc mà xưng tội hay là công việc mà sám hối bên Phật giáo chính là cái công việc shadow work đó. Nếu mà chúng ta à, à, nếu mà chúng ta có một cái lỗi lầm gì đó của quá khứ, nếu mà chúng ta đã phạm một cái một cái tội lỗi nào đó của quá khứ mà chúng ta không sám hối thì chúng ta có ăn ngon ngủ yên suốt cuộc đời này được không ạ? Có thể là một giai đoạn nào đó chúng ta tự lừa dối bản thân vậy thôi nhưng mà cái 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 trong vô thức đó, nó vẫn nó vẫn khắc khỏi ở đó và nó vẫn sẽ dày vào chúng ta cho đến khi chúng ta thực sự sám hối một cách chân thành mà sám hối ở đây là cái việc mà chúng ta thừa nhận nó trước hết là chấp nhận nó đã và cái việc sám hối nó chỉ có thực sự hiệu quả khi mà chúng ta có một cái ý chí, quyết định tâm mạnh mẽ để không phạm lại lỗi lầm và thực sự là làm những điều tốt đẹp để mà chuyển hóa nó đúng không ạ? thì 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 đây chúng ta đang nói một phần về cái việc sám uh, hối là giống như, như một cái thực hành shadow work hay là xưng tội cũng là một phần nhưng mà xưng tội nó chỉ mất đầu ở cái sự chấp nhận thôi nha mà trong khi đó shadow work còn là cái việc mà phải học không phải là chỉ à, thật là chấp nhận thôi mà còn phải chuyển hóa nữa còn và cái thực sự cái chuyển hóa là đòi hỏi rất là nhiều ý chí kỷ luật tự giác và dũng cảm nữa thì và cái việc mà tội lỗi á, thì là như chúng ta đã thấy nhìn vào cái cái này chúng ta hiểu là không ai là không hoàn hảo và có một cái câu là uh, vị thánh nào cũng có một quá khứ và tên tội đồ nào cũng có một, một tương lai đúng không ạ? và một cái một cái cốt lõi quan trọng khác của shadow work chính là cái sự tha thứ à, hồi nãy và tất cả những cái cái điều đó những cái quan điều quan trọng của shadow work à, ngoài cái việc mà vun bồi cái sự tự nhận thức thì nó có thể tóm tắt trong bốn cái cái câu của Ho'oponopono mà có lẽ chúng ta đã nói đến quá nhiều rồi đúng không? Rất là nhiều rồi. Tại vì nó nó, nó rất là quan trọng trên con đường hành trình tâm linh, hành trình chữa lành tận từ chữ lành đứa trẻ bên trong chữ lành tổn thương, chữ lành mọi thứ thì nó đều chữ lành mối quan hệ chữ lành hoặc là hòa giải những cái mối mâu thuẫn xung đột với mình bên trong chính mình hay là giữa mình với những người khác thì nó đều liên quan đến sự tha thứ I'm sorry please forgive me nhận chấp nhận chấp nhận cái cái sự khuyến khích của mình I'm sorry và tha thứ please forgive me I love you tình yêu thương Thank you và lòng biết ơn đó chính là những cái cốt lõi của sự tu tập, cốt lõi của của nó cũng là cốt lõi của shadow work bởi vì shadow work cũng chính là cái quá trình tu tập. Và và ở đây muốn nói đến cái việc chữa lành đứa trẻ bên trong thì thì chính những cái lời này chúng ta hoàn toàn có thể dùng những cái lời này thay vì là nói với người khác, chúng ta nói với chính đứa trẻ bên trong của mình. nha. Yeah. Uh, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you với với chính đứa trẻ bên trong của chính mình. Và Shadow Work, nếu mà liên hệ đến cái việc chữa lành đứa trẻ bên trong, đó là cái cốt lõi của nó là việc mà chúng ta làm cha mẹ cho chính đứa trẻ bên trong của mình thay vì chúng ta tổn thương những cái những cái tổn thương trong thời quá khứ hoặc là những cái mà đáng lẽ chúng ta đã phải có được từ cha mẹ của mình chúng ta không có được thì bây giờ chúng ta không nhất thiết là phải oán trách quá khứ hay cái gì cái đã qua nó đã qua rồi nó cũng không cần phải phán xét nhưng mà chúng ta chỉ nhận biết là chúng ta đã thiếu cái gì và chúng ta cần cái gì để mà chúng ta có thể bây giờ chúng ta sẽ tự tự mình đáp ứng những cái nhu cầu cho cái đứa trẻ bên trong mình bằng cách là mình mình tự làm cha mẹ cho chính đứa trẻ bên trong mình à, đó là cho dù đó là cái nhu cầu được xác nhận hay là yêu thương và chính cái sự yêu thương nó sẽ thúc đẩy cái sự chữa lành và phát triển xây dựng lòng trắc ẩn à, chúng ta đối xử với bản thân mình bằng sự tử tế và bằng hiểu biết mà mình dành giống như mình dành cho một đứa trẻ vậy thì mình cũng có thể dành cho bản thân mình như thế cái đứa trẻ bên trong mình như thế và chúng ta sẽ lắng nghe chúng ta cố gắng hiểu cái nhu cầu của đứa trẻ bên trong mình và quan trọng hơn nữa đó là đến cái cái bước chuyển hóa thì không chỉ dừng lại ở việc chấp nhận, đón nhận mà chúng ta cần phải tiếp tục phát triển hồi, những cái hồi đáp lành mạnh với những cái những cái mà uh, thay vì trước đây chúng ta phản ứng thì bây giờ chúng ta sẽ rèn luyện mình để mà mà, uh, mà 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 chuyển hóa những cái hành vi tiêu cực thành những cái hành vi tích cực ví dụ như là uh, ví dụ như là mình hay có cái khuynh hướng là phòng thủ khi bị chỉ trích thì bây giờ mình sẽ phá vỡ cái phòng thủ đó mình sẽ nó còn phải nỗ lực nó cái việc tiếp nhận thì còn dễ còn bây giờ là cần phải hành động nhiều hơn cần phải ý chí nhiều hơn đó là chúng ta phải thay đổi một cái thói quen một cái hành vi cái khuôn mẫu cũ khuôn mẫu tiêu cực bằng một cái khuôn mẫu tích cực đã bằng cái việc mà chúng ta phải luyện tập cách lắng nghe tích cực tức là bây giờ người ta có uh, 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 chúng ta lắng nghe tích cực rồi chúng ta tập trung vào để mà hiểu lắng nghe để hiểu chứ không phải là để đáp lại uh, hiểu cái quan điểm của người khác thay vì ngay lập tức bảo vệ mình thì uh, những điều này là em cũng phạm phải rất là nhiều uh, với cả người người thân của mình với uh, cha mẹ mình uh, thì đó nên là khi mà em đọc những cái phần này thì nó nó nó, nó chạm đến mình yeah. vì mình 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 cũng có những yeah. cái phần bóng tối đó và uh, mình mình uh, có thể áp dụng nó Dạ yeah. Rồi ví dụ như cái cảm giác căng thẳng xuất hiện thì khi mình căng thẳng, mình bị trigger, mình căng thẳng thì mình sẽ bắt đầu thư giãn, mình hít thở sâu. Yeah. Còn nếu mà mình có cái cảm giác bị từ chối thì mình hãy uh, hồi đáp lằn mặt bằng cái sự tự khẳng định và yêu thương bản thân, nhắc nhở bản thân về giá trị và khả năng của mình. Và quan trọng nhất mọi người nhớ là chỉ cần khi mà chúng ta phát triển lành mạnh và tự tin và chúng ta sống tốt đẹp thì tự mình chấp nhận bản thân mình là đủ chứ không cần cái sự chấp thuận từ bất cứ ai bên ngoài thì như vậy chúng ta sẽ sống rất là chân thực nó không phải là sống vì một cái à, tức là chúng ta làm cái điều gì đó là vì tự thân chúng ta thích chúng ta muốn điều đó cho dù à, không có ai ủng hộ cũng ai chỉ thật là bởi vì chúng ta hiểu cái cái gì là quan trọng với mình thì thì cái đó nó mới chân thực nó mới bền lâu còn cái gì chúng ta chỉ làm là bởi vì có cái sự chấp thuận của người khác hay cái gì đó nó không thực sự là từ cái khao khát hay là cái ước mơ bên trong mình thì nó 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 cũng sẽ gây nên cái xung đột trong nội tâm và nó không khó khó mà có thể bền lâu được và rồi nó liên quan cái cái trí tuệ cảm xúc nó cũng là cái chìa khóa nó đưa đến cái sự chữa lành đứa trẻ nội tâm cũng như là cái sự chữa lành trong cái shadow work và bốn cái công cụ đơn giản nhưng mà mạnh mẽ có thể giúp chúng ta vượt qua những cái làn sóng cảm xúc À, đó là cái việc mà giữ cái hơi thở chánh niệm nghĩa là khi mà chúng ta có những cái cảm xúc nào đó quá chán ngợp thì chúng ta có thể thở sâu nha yeah, để mà giải tỏa nó Hít vào những cái điều tích cực Hít vào với lòng uh, biết ơn và xả uh, đi những cái những cái tiêu cực chúng ta có thể viết để mà xả đi những cái cảm xúc của mình chúng ta có thể hoạt động thể chất như một cái cách để giải phóng giải tỏa năng lượng và chúng ta À, thực tập cái quan sát có chánh niệm chúng ta nhớ là quản lý cảm xúc hay là cái điều tiết cảm xúc nó không phải là kiểm soát hay là kìm nén chúng như ở đây chúng ta thấy cái hình là it's not about controlling nó không phải là sự kiểm soát mà nó là cái sự hiện diện là cái sự cởi mở là cái sự nhận thức và cho phép nó nó uh, đi vào một cách lành mạnh hoặc là cho phép nó diễn ra một cách lành mạnh nhận biết thấu hiểu chấp nhận chúng là và bản thân khi mà chúng ta hít thở sâu thì chúng ta đã có thể uh, giải phóng được rất là nhiều những cái cảm xúc tiêu cực rồi và một cái một cái điều nữa một cái cốt lõi quan trọng nữa của Shadow Work chính là việc trung và kiên trì thực tập những cái hành sự tích cực bởi vì cái cái việc làm chủ giống như một cái nhạc cụ đó đều cần cái sự tập luyện dạ yeah khi mà à, chúng ta nó đòi hỏi một cái sự uh, nó đòi hỏi ý chí, nó đòi hỏi sự kiên trì khi mà chúng ta uh, uh, nỗ lực để mà để mà um, thực hành cái này, giống như là nỗ lực để mà chuyển hóa một cái thói quen của quá khứ, một cái tập khí, chuyển hóa nghiệp vậy đó là một cái tập khí của quá khứ, chúng ta đã nó cái, cái tập khí cái nghiệp lực cái bản năng nó rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phải chuyển hóa nó thì nó đòi hỏi một cái lực rất là mạnh nữa nhưng mà chúng ta cứ cố gắng cố gắng là chúng ta chúng ta sẽ sẽ làm được và một cái cái này cái này thì thực ra nó không nằm trong bất cứ những cái tài liệu nào em tham khảo cả nhưng mà nó là do chính cái từ cái việc em học nội môn học từ giáo lý của chương CDK và nó đã làm em suy nghĩ em trăn trở rất là nhiều bởi vì nếu như shadow work thì nó tập trung em nghĩ là tại vì Ờ uh, Tại sao nếu mà shadow work Những nhà tâm lý học hiện nay mới nói nhiều về shadow work Mà trong khi đó có biết bao nhiêu người Đã tu tập và thành đạo Họ như cả Phật giáo đó Họ đâu có nói gì về shadow work đâu Nên, Đúng không thì và, và, và như chương sư thì nói là Chúng ta không cần phải tập trung Không phải là không cần Nhưng mà là cái năng lượng đi theo sau tư tưởng Cho nên chúng ta không nên tập trung nhiều Vào cái phần tối Mà chúng ta chỉ cần Ví dụ như chúng ta chúng ta có cái vấn đề về một cái về cái sự tức giận chẳng hạn thì chúng ta không cần phải đau khổ hoặc là đắm chìm trong nó mà chúng ta phải tập trung vào cái phần mà ngược lại với nó tức là cái phần ánh sáng ngược lại của nó chính là chúng ta vun bồi cái đức hạnh đối lập với nó đối với đối với sân hận chính là tình thương từ bi đối với tham lam chính là sự quảng đại và đối với si mê chính là trí tuệ thì chúng ta cứ 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 thực hành những cái đối lập mà tốt đẹp ánh sáng đó thì em nghĩ cái điều này nó rất là quan trọng mà trong những cái tài liệu về shadow work người ta không có nói đến nên em muốn đưa vào bởi vì nếu không á, thì thì chúng ta sẽ rất dễ mắc kẹt vào cái cái khuynh hướng của shadow work mọi người 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 giống như người bây giờ nói về chữa lành thì người người nói về shadow work shadow work như là một cái gì đó trendy uh, nhưng mà quên mất là thực ra phải quan trọng là chúng ta phải vuông bồi cái ánh sáng bởi vì cái ánh sáng có mạnh mẽ thì chúng ta mới chuyển hóa được bóng tối mới đủ chuyển hóa được bóng tối chứ còn không chúng ta cứ chìm đắm trong bóng tối là chúng chìm nhiễm luôn ạ à. dạ và tập trung gọi đức hạnh này là là nó dựa trên cái nguyên lý cái nguyên quy luật của tự nhiên và quy luật của huyền linh học đó là energy follow thought năng lượng đi theo tư tưởng năng lượng sẽ tuôn chảy vào nơi cái sự chú ý nó hướng về do đó chúng ta hãy tập trung buông bồi cái cái đức hạnh cái điều tốt đẹp chúng ta tập trung vào xây dựng chúng ta không vào những cái chúng ta nó nó cũng là một cách để mà chúng ta uh, thiết kế tương lai hoặc là chúng ta hình dung về tương lai tại vì hồi đó nó có một cái nó gọi là cái gọi là backward thinking có nghĩa là tư duy ngược lại hoặc là để mà chúng ta thiết kế một cái gì mà chúng ta mong muốn uh, thì chúng ta thay vì là phóng chiếu tức là từ một cái hiện tại chúng ta sẽ phóng chiếu và chúng ta dự đoán là trong tương lai chúng ta như thế nào thì nó sẽ là dựa trên cái hiện tại nó sẽ làm cho chúng ta nó sẽ chúng ta sẽ dự đoán được cái con đường đi nó đến tương lai nhưng mà một cái cách khác là chúng ta sẽ nó sẽ cho chúng ta nhiều cái sáng tạo hơn bằng cái việc mà chúng ta hình dung về một cái tương lai chúng ta mong muốn và chúng ta tôi muốn cái này trong tương lai này vậy thì bây giờ chúng ta đi ngược lại để mà đạt được cái tương lai như thế chúng ta cần phải làm những bước gì thì nó là một cái một cái kiểu mà lên kế hoạch theo cái kiểu backward planning như thế tức là có một cái hình ảnh của tương lai trước không cần phụ thuộc vào cái gì hiện tại của chúng ta à, không phải là không phải phụ thuộc nhưng mà chứ không phải là dựa trên cái hiện tại mà suy đoán tương lai mà cứ cái mong muốn chúng ta có trước đã hoặc là chúng ta tập trung vào cái điều tốt đẹp chứ không cần phải phải à, à, dạ, dựa trên những cái gì đây tất nhiên là nó sẽ luôn luôn phải là cái cái, cái như các bạn nhưng mà từ cái 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 điều giống như kiểu là chúng ta luôn hướng tới vì vì sao những cái điều tốt đẹp thì nó sẽ luôn luôn dẫn chúng ta đến những cái điều tốt đẹp à, <laughs> Dạ cũng còn nhiều quá nhưng dạ, cũng sắp hết rồi Tại vì cái phần còn lại thì em sẽ đưa vào phần phụ lục để mà mọi người có thể tham khảo thêm rất là nhiều những cái phương pháp khác nữa nhưng mà đây cái phần một cái trong những cái phần gần như là cơ bản cốt lõi của Shadow Work mà hầu như tài liệu nào cũng sẽ nói đến đó là cái việc viết, dạ. viết để mà soi sáng cái nội tâm này nó nó khác với cái việc mà uh, chúng ta viết văn mà mà này cái này nó chỉ nó giống như làm cái việc mà chúng ta xả vậy đó. nó nó có hai dạng một một dạng là như chúng ta để chúng ta xả khi mà chúng ta có nhiều cảm xúc nào đó chúng ta có thể viết một cách tự do viết viết hết tất cả những cái gì trong đầu mình còn một cái dạng khác nữa là một cái dạng mà nó sẽ có những cái câu hỏi, những câu hỏi mà nó, uh, nó gọi là prompt question để mà nó gợi nhắc chúng ta, để mà từ những câu hỏi này khi mà chúng ta viết để chúng ta trả lời những câu hỏi này nó giúp chúng ta uh, soi sáng cái cái chúng ta hiểu được bản thân mình hơn, trong qua cái quá trình mà suy nghĩ để mà viết trả lời cho những câu hỏi này, thì um, um, có một cái 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 câu mà của Peter Glass trong cái cuốn sách mà em nãy nói nãy ông có nói với câu là đối với một số tổn thương sâu sắc của mình tôi đã viết ra những điều tôi buồn bã trên một tờ giấy và đốt nó đi khi ngọn lửa thiêu rụi tờ giấy tôi khẳng định chúng sẽ không còn khống chế được cảm xúc của tôi không còn tác động lên tôi được nữa dạ thì đó là một cái cách của ông đó. ông viết những cái gì mà nó mà không cũng không cần giữ lại nó như một cái sự xả rồi rồi thiêu đốt nó đi như một cái biểu tượng là nó nó mình đã ra nó còn ngoài ra một một cái mà thực ra uh, nó là một cái thực hành mà nó không gọi là shadow work mà nó là một cái thực hành từ cuốn thì artist way không biết là uh, mọi người ở đây có có ai thực hành đó thì nó là những cái trang viết buổi sáng thì um, khi mà em thực hành này em thấy thực ra nó rất là hay nó giúp mình uh, mặc dù nó là một cái mà để nó nó khơi nguồn cái sáng tạo đó. và nó giống như kiểu là mỗi, sáng, mỗi buổi sáng chúng ta cứ viết viết tự do để ngôn từ nó trôi chảy mà chúng nó không có phán xét gì hết không cần chú ý đến ngữ pháp dấu câu lạc gì hết cứ viết như là một cái 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 kênh để mà cho cái ban đầu thì nó sẽ là những cái rác nó xả ra trước rồi dần dần qua thời gian thì chúng ta sẽ chạm được khi mà cái rác nó đi ra hết rồi thì chúng ta sẽ chạm được cái cội nguồn sâu bên trong à, mà mà giống như là một cái một cái gì đó thiên liên nơi trí tuệ tương chảy và nhiều khi chúng ta chạm vô cái cội nguồn sáng tạo và nhiều khi là chúng ta có thể đặt những cái câu hỏi cho cái nội tâm của mình cho cái cội nguồn minh triết bên trong mình và cái việc mà chúng ta cứ viết ra có cái câu hỏi chúng ta đặt tự đặt ra có một cái vấn đề đó chúng ta đặt ra và rồi tự nhiên chúng ta viết ra à, nó nó rất là kỳ diệu vậy luôn á thì thì đó là những cái những cái trang viết sớm mai mà mọi người có thể tìm hiểu cái 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 cuốn sách của của uh, về the artist way đó vậy thì kết thúc lại cái cái phần này thì em nói một chút xíu về cái bóng và cái tôi phàm ngã và cái ý này nó lấy từ cái cuốn My Full Shadow Work của cô uh, Luna thì uh, cô nói một cái ý rất là hay thực ra cái mà cô đưa ra là một một trong những cái phương pháp là một, nó gọi là cái cái tưởng vấn tôi là ai thì tình cờ là em vừa vừa có nghe bạn bè giới thiệu thì là nghe một cái của Edu Station của cô Bùi Trân Phượng thì trong trong phần đó uh, thì cô có nói về cái việc là các bạn trẻ hay đặt cái cái câu hỏi là tôi là ai tôi là ai rồi đi những câu hỏi quá triết lý ý ý cô là nó không có không có quá thiết thực đối với các bạn trẻ uh, và và hiểu bản thân thực sự là cái gì nó là những cái mà nó rất là thực tế trên đời thường thì thật thực cô nói hoàn toàn rất là đúng thôi um, từ cái góc độ là với những cái bạn trẻ như, nhưng mà thực ra là có rất nhiều những bạn trẻ cũng rất là sâu sắc đó, và cũng hoàn toàn đã có những cái suy nghĩ về triết lý thì tại vì em muốn nói vậy là bởi vì thực ra khi mà em đọc được cái phần mà tôi là um, như như tôi là ai cái cái thượng tự vấn tôi là ai thực sự đó, của, của của cái cô mà trong cái sách My Full Shadow World em lại thấy rất là thích thấy rất là thích nhưng mà không dám đưa vô như là một cái cách thức uh, một cái cách thức chính chính thức mà mọi người có thể tự tự đọc thêm thì thực ra nó là cái về cơ bản nó chỉ việc là mình cứ tự vấn mỗi ngày tôi là ai tôi là ai tôi là ai để mà bỏ đi những cái phần phiên ạ tại vì nó mang cái tính triết lý quá nó hơi triết lý quá nhưng mà thực ra em thấy nó rất là hay cho nên là thay vì để nó như một cái phương pháp thì em thấy nó như là cái phần để mà có thể uh, đưa vào cái phần kết nó cũng rất là hay để cho mọi người suy ngẫm đó là cái việc mà cổ nói là cái bóng đó là phần bị kìm nén của bản ngã của cái tôi hay là cái cái nội môn sẽ thấy nó là cái phàm ngã đó. và như vậy là cái bóng và cái tôi nó luôn song hành với nhau không tách rời khi có cái tôi thì cũng có cái bóng về bản chất chúng là một cái tôi là cái nút thắt lớn nhất bên trong chúng ta từ đó mà mọi bóng tối xuất hiện nới lỏng nút thắt này và giải quyết nó thì giúp ta sẽ chuyển hóa được phần bóng tối bên trong mình nó sẽ làm các bạn À, học nội môn liên tưởng tới điều gì ạ có phải là những cái ảo cảm và ảo tưởng nó chỉ tồn tại khi chúng ta còn cái phàm ngã của mình không ạ khi chúng ta cái phàm ngã của chúng ta chưa đồng nhất với linh hồn không tức là chưa được soi sáng bởi ánh sáng của, của, của cái phần thiên liêng của phật tính của thiên tính minh trong chúng ta chúng ta còn có một cái tôi chia rẽ và tách biệt thì thì cái bản ngã cái tôi cái sự đồng nhất với hình tướng Hồng trần cảm xúc tư tưởng những cấu trúc tâm trí bốn là gốc rễ của khổ đau và bóng tối và đúng như vậy có phải là đức phật nói là chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta chấp vào cái ngã của mình chúng ta nghĩ là của tôi cái này là của tôi cái kia là của tôi cuộc đời này của tôi uh, dành này là của tôi nhà cửa này là của tôi đó cho nên là chúng ta khổ vì cái của tôi đó của mình uhm và nó như một cái mặt nạ, như một cái ảo ảnh, một thực tế ảo mà chúng ta đang sống trong đó. việc nhận ra điều này ở mức độ trải nghiệm sâu sắc sẽ làm cho những cái bóng bên trong chúng ta trở nên lỏng lẻo khô héo và tan đứng. như là ở một cái em cảm nhận là thực ra ở một cái góc độ nào đó nó rất sâu sắc đó là khi mà chúng ta à, đạt đến cái sự vô ngã hay là khi mà chúng ta quên bản thân mình đi không còn cái sự ích kỷ không còn cái sự phân biệt là à, thì, thì những những cái bóng tức là những cái phần tối này nó cũng uh, không còn nữa Thực ra là có phải là nó đâu có dễ như vậy đúng không ạ để mà chúng ta đạt được cái mức độ đó là chính đó là chúng ta đã đã đạt đã đã, đã, đã trải trật bao nhiêu trưởng thành bao nhiêu và đã làm bao nhiêu cái việc sự tu tập rồi mới đạt đến cái mức độ mà soi sáng toàn bộ các cõi đó chuyển hóa toàn bộ cái bóng tối để để cho nó hòa nhập trong cái ánh sáng đó rồi đúng không ạ và cũng chính cái điều này nó sẽ dẫn đến cái sự mà we inter are hay là inter being mà sư học thích nhất hạnh nói về cái sự tương tức, tức là giác ngộ là cái việc nhận ra rằng không có cái tôi riêng biệt không phải là không có cái tôi mà là cái tôi riêng biệt nào có thể đạt được cái điều gì từ cuộc sống chỉ có sự sống và bạn là cái sự sống nó khi nhận ra điều đó thì toàn bộ sự phản kháng của bạn đối với những gì đang tồn tại sẽ biến mất và sự thật sâu xa nhất về tâm linh sẽ được bộc lộ sự thật này là không thể diễn tả được nhưng rõ ràng rằng đó không phải là sự thu đạt cho cá nhân mà đúng hơn nó không phải là sự thu đạt cho vô cho vô có hơn mà là sự mất đi mất đi một thứ gì đó mất đi cái cảm giác chia rẽ thất biệt mà trong cái sự mất mát đó thì nó có sự tự do tình yêu niềm vui và sự bình yên lớn lao Uh, và em xin kết thúc ra um, còn một, một một slide nữa thôi nhưng mà xin kết thúc với một cái một cái một cái cái tự nhiên là uh, cũng rất là tình cờ em đọc trên Facebook của cô Bội Quỳnh cô Bội Quỳnh dạy em về uh, thần số học hả? và cô cũng uh, cô cũng hay dạy về cô cô dạy về uh, Steiner giáo dục Steiner cô cũng nghiên cứu về các huyền linh học em đã từng có mời cô đến uh, nói chuyện trong cái buổi về giáo dục uh, không biết mọi người còn nhớ thì cô có viết một cái đoạn em thấy rất là hay và uh, nó cũng liên quan đến chủ đề của chúng ta nên em xin phép là đưa cái phần này của cô vào trong cái phần kết này nếu mà không biết cô có yeah, cô có thấy thì cũng đã có trích dẫn tên của cô và cô cũng có để công khai cái post này nên em nghĩ là hoàn toàn có thể được phép uh, mỗi cuộc đời là một hành trình anh hùng trong cuộc chiến tìm lại tự do hạnh phúc và kiến tạo số phận của chính mình nếu bạn cũng như tôi đã từng lang thang vật lộn đi tìm kiếm những sự thật của cuộc đời này, thì hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy câu trả lời ở lá thế giới với lời chỉ dạy của thần Hermes. Sự giác ngộ hoàn toàn nằm ở việc hài hòa bản thân với vũ trụ. Cuộc sống như tấm thảm được đan dệt giữa hai cực sáng, tối, binh, nhục, thăng, trầm, sướng khổ và sự phức tạp vô biên của nó được biểu hiện dưới dạng những chu kỳ tô điểm cho trái đất suy tàn và đổi mới. Trỗi dậy và sụp đổ. nguyên tắc bí ẩn của nhịp điệu là thả lỏng tâm trí không dính mắt. nó dạy ta khả năng phục hồi bình yên giữa hỗn loạn. hiểu rõ bản chất cuộc sống để thích ứng và điều hướng mọi cảm xúc, suy nghĩ, quyết định trong sự hài hòa, cân bằng giữa các mặt đối lập. Vũ điệu này mời gọi chúng ta tham gia sáng tạo giữa sân khấu vĩ đại của cuộc đời. Chiến thắng lớn nhất là nhận ra điệu nhảy của con người ảo tưởng với giấc mơ về cuộc đời và con người tâm linh thật sự đang âm thầm trú ngụ bên trong. Dạ. Yeah. Thì uh, còn cái slide nữa và trước khi đi cái cái slide cuối cùng như một cái lời chúc đó thì em cũng nói luôn là cái phần phụ lục của chúng ta thì nó sẽ bao gồm là cái uh, cái bản cho mọi người có thể tự đánh giá về cái món tối nó nó đang chi phối mình nhiều hay ít và thứ hai nữa là những cái phương pháp được liệt kê khác nữa. Trong đó có một số phương pháp mà chúng ta à, đã nói đến những việc nhưng mà nó ở đây dưới dạng những cái ví dụ cụ thể hơn như là về việc như viết nhật ký này. à, trong đó em cũng có sử dụng à, số cái tài liệu từ cái từ mạng lưới tròn lành Việt Nam như là 7 ngày làm việc với bóng tối này. Rồi ngoài ra có cả những cái gợi ý, những cái trải bài về à, như là dùng tarot như một công cụ để chúng ta có thể hiểu rõ về bản thân có cũng Em có đưa trong cái phần phụ lục Và tất cả những cái tài liệu này sẽ gửi đến mọi người sau à, Dạ Thì đây là cái slide cuối cùng rồi à, Đó là một cái lời chúc Từ Alethea Luna Tác giả của cuốn My Full Shadow Work Cầu mong cho bạn Trân trọng cái ánh sáng Và cả bóng tối của mình Cầu mong cho bạn Ảnh thức và à, Trưởng thành và lớn dậy Cầu mong cho bạn à, ông trọn đón à, nhận và hợp cái bóng tối của mình cầu mong cho bạn yêu thương cái nghịch lý cái 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 nghịch lý đẹp đẽ mà ừ, bạn chính là cái nghịch lý đó dạ à, xin cảm ơn cả nhà à, dạ phần sau là những cái phần về phụ lục thôi ạ à. và em sẽ gửi đến cả nhà những cái phần phụ lục này sau dạ chúng ta sẽ đi vào cái phần thảo luận nhé, dạ cúng cú con trời ơi, dạ nói tới hơn dạ tại vì nó nhiều nội dung nên là không có à, dạ không biết mọi người còn ở đây với em không mọi người còn thích không có em vẫn đang ở đây à. ạ dạ. Cảm ơn chị Dương rất nhiều về bài tổng hợp lúc nào cũng đầy đủ các thông tin và cũng uh, rất là truyền cảm hứng. Bởi vì thực sự cái công việc shadow work này đối diện với những cái phần bóng tối bên trong mình nó không ừ. hề dễ dàng. Thậm chí là đôi khi uh, còn khiến cho chúng ta uh, tức là nó cứ sôi gợi các cái nỗi đau và làm chúng ta càng sợ hãi hơn. Ý. Do vậy là nó không hề nó không hề đơn giản tuy nhiên là chị dương cũng đã truyền rất nhiều cảm hứng qua những cái câu những cái bài trích dẫn để cho chúng ta thực sự hiểu được cái hiểu được cái tầm quan trọng của nó và chỉ có cách rằng chúng ta đối diện chúng ta chuyển hóa thì chúng ta mới có thể thực sự tiến về phía ánh sáng được bởi vì phần bóng tối đấy cũng vẫn là chúng ta và chúng ta phải giúp nó chuyển hóa thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được ạ cảm ơn chị dương rất nhiều và chắc là sau buổi học thì chị dương sẽ gửi lại cho cả nhà cái file À, để mà mình có thể à, thực hành các cái câu hỏi ở trong đấy để đánh giá xem vấn đề của mình như thế nào và tìm ra được cái cách thức thích hợp để đối diện bởi vì tuy à, cái lý thuyết chung là như vậy nhưng mà khi mà chúng ta thực sự thực sự đối diện với cái phần bóng tối bên trong mình ấy thì nó cũng sẽ biến biến hóa rất nhiều thứ đôi khi chúng ta có thể à, cảm thấy là cái nỗi sợ của mình hóa ra là nó sâu sắc hơn là mình tưởng tượng và đôi khi là mình lại cố gắng để giấu nó đi một lần nữa thế thì mỗi lần như vậy mỗi lần như vậy chúng ta hãy nhắc nhở mình rằng là hãy cố gắng thêm một chút thêm một chút để cái sự cái sự chuyển hóa đấy nó sẽ diễn ra và tất cả sẽ được cùng đến ánh sáng ạ yeah. dạ cảm ơn Lan cảm ơn cả nhà rất là nhiều em cảm ơn à, cảm ơn um chị em em và dạ có có người lớn hơn thì chị dạ em và chị dạ em cảm ơn cả nhà rất là nhiều dạ bây giờ chúng ta sẽ vào phần thảo luận tại vì hồi nãy không dám để thảo luận tại vì có rất là nhiều câu hỏi đúng không ạ bình thường nếu như mà offline hay là mình có nhiều thời gian thì sẽ dừng lại cho mọi người chúng ta cùng thảo luận Nhưng mà vì đó nó mọi người thấy nó nhiều quá nên làm để ráng mà đi cho xong rồi bây giờ chúng ta sẽ thoải mái hơn ạ à. dạ tại vì mọi người cũng thấy đó, tự bản thân em cũng đã phản biện rất là nhiều về cái 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 shadow work này á, như mọi người thấy là, um, dạ, bản thân em cũng đã phản biện cho nên làm Welcome không những cái ý kiến mà chúng ta thấy trái chiều hay là những cái gì chúng ta chưa đồng ý, à, tại vì trong quá trình em cũng 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 chia sẻ với mọi người đó có những cái em không hoàn toàn đồng ý và em cũng phản biện và có những cái lý giải của mình nhưng mà có thể là mọi người sẽ cho thêm những cái góc nhìn khác nữa, dạ, dạ mọi người có chia sẻ gì không ạ à? thực sự cả để tương tác được một cách trực tiếp là sẽ rất là tốt bởi vì các cái vấn đề về mặt này nó là cái tâm lý rất là sâu và đôi khi nhờ có một cái sự gợi mở một cái năng lượng cộng hưởng chung của nhóm chúng ta sẽ dễ dàng để tìm hiểu và có thể đối diện với nó hơn mọi người có thể nghĩ rằng là với mặt một mình mình nghe những cái này vài lần mới có thể thấm được và mới có thể uh, hiểu được cái cách mà thực sự thì những cái câu hỏi nào mà mọi người muốn trao đổi thì hãy trao đổi ngay bởi vì lúc này cái nguồn năng lượng đấy nó là thích hợp nhất để chúng ta tìm cách để đi sâu vào. Ở trong đó còn nếu mọi người không chia sẻ thì em sẽ Bó. chia sẻ vậy ạ <laughs> bởi vì em cũng có rất nhiều len, muốn chia sẻ. dạ vâng dạ yeah. thực ra thì khi mà mọi người đến với con đường tinh thần ý, thì bao giờ cái câu hỏi đầu tiên cũng là à, tại sao mọi người lại đến với con đường tinh thần và rất nhiều người trải qua các cái biến cố thì mới đi vào con đường này bởi vì đó là một cái điều thực sự khi mà chúng em học ở trong trường Moria ấy thì mới biết rằng là cái quá trình để mà mình có thể tiến tới sự uh, chạm được đến linh hồn và tích hợp được với linh hồn nó phải trải qua cái quá trình là uh, chỉnh hợp này sau đó sẽ là khủng hoảng. Thì thường là chúng ta đi qua cái quá trình khủng hoảng đấy và cái ánh sáng của cái quá trình đấy đầu tiên nó sẽ tiết lộ các cái mặt tối của chúng ta. Đấy cho nên cái shadow work nó quan trọng như vậy tất cả những người đi trên con đường tâm linh thì đầu tiên khi mà ánh sáng của linh hồn chiếu dọi xuống đều phải đi qua cái sự khủng hoảng. Và cái sự khủng hoảng đầu tiên đều là việc phát hiện ra những cái mặt tối của mình. Vậy thì em khẳng định rằng đây là một cái công thức nó rất là khoa học và ai cũng trải qua như thế. Nhưng chẳng qua chúng ta nhận thức nó ở mức độ nào và chúng ta đã sử dụng nó để chúng ta sử dụng nó như thế nào và chúng ta có phải có phải đã sử dụng nó để tiến lên được hay không thì bản thân em cũng thế thôi em cũng trải qua rất là nhiều các cái chu kỳ bóng tối. Chẳng hạn như cái chu kỳ bóng tối đầu tiên ấy thường là mọi người sẽ đều trải qua cái này. Đó là việc mà uh, vấp, vấp về mặt tình cảm. Đấy. Thế thì uh, khi mà chúng ta đang rất là bình thường, chúng ta có một chút quan tâm về uh, tâm tâm linh thôi, chúng ta sẽ chưa thấy cái này đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta đã bắt đầu đi vào rồi thì càng ngày những cái khủng hoảng nó càng diễn ra thường xuyên và nó càng đưa đến một cái mức độ cao hơn thì cái lần khủng hoảng đầu tiên đấy em mới phát hiện đầu tiên thì em nghĩ rằng là à mình tốt đẹp rồi là mình à, à tức là cảm giác mình rất là tốt đẹp nhưng mà tại sao những cái câu chuyện về tình cảm nó lại không suôn sẻ thế thì khi mà ánh sáng soi dọi vào đầu tiên là em không chấp nhận nổi bản thân em nhìn thấy những cái mặt tối của mình và em phát hiện ra là à mình đâu có yêu thương nhiều như mình tưởng đấy là mình chỉ tỏ ra dễ thương với cái mong muốn là được người khác yêu thương thôi và khi mà cái mong muốn của mình không đạt được Thì mình đổ lỗi cho người khác Rồi là à, mình tìm cách nào đấy để níu kéo Cái sự níu kéo này nó chỉ là để chứng tỏ Cái bản thân mình có giá trị mà thôi Chứ không phải là vì mình cần cái tình thương đấy Hay là nó không xuất phát từ trái tim Mà nó xuất phát từ sự ích kỷ Đấy là cái lần đầu tiên mà cái sự khủng hoảng đấy Nó diễn ra Và sau đó cũng phải mất uh, Hình như là cũng phải mất trong vòng 2 năm Và em phải luôn luôn tự vấn mình với câu hỏi là thực sự thì có phải vì yêu thương mà mình làm việc này hay không hay là bởi vì mình chỉ mình muốn mình muốn cái tình thương đấy mình muốn được họ thương và mình đang cố gắng tỏ ra dễ thương đấy thế rồi là à, nếu như mà họ không thương mình thì mình có cảm thấy cái giá trị của mình nó bị giảm sút đi không tại sao cái giá trị của mình nó lại phụ thuộc vào việc người ta đánh giá về mình như thế nào đấy nó tức là trong vòng một khoảng thời gian như vậy em phải luôn luôn đặt những cái câu hỏi về cái tình thương và đúng là khi mà chúng ta đã trải qua được cái cú sốc đầu tiên của ánh sáng đấy là đấy là phát hiện ra cái phần tối của mình ý, thì ánh sáng sẽ tiếp tục soi dọi cho chúng ta cái cách thức thực sự phù hợp để mà chúng có chúng ta có thể vượt qua được và dựa vào bài tổng hợp của chị dương thì em thấy rằng là à, mọi người cũng có thể thử chọn cho mình một cái cách thức nào đấy phù hợp và à, như em là em đã chọn cách đặt câu hỏi kiểm chế bản thân và cố gắng để gọi là có chút lý trí mình không không cư xử một cách theo cảm tính và không cố gắng để uh, gọi là cố gắng để tách bỏ khỏi cái quán tính cũ nữa cuối cùng thì em cũng vượt qua được những cái đấy còn cái chu kỳ bóng tối thứ hai thì nó uh, liên quan đến nhiều thứ hơn à, thế nhưng mà em sẽ uh, chưa thể kể ngay ở đây được em muốn chia sẻ như vậy để kích thích mọi người rằng là mình hãy thoải mái để bộc lộ cái câu chuyện của mình và uh, từ đó mình có thể có những cái cái mọi người có thể giúp mình có những cái nhìn khác để mà mình tìm thấy được cái con đường thích hợp đấy ạ à, em xin nhường lại cho mọi người <laughs> cảm ơn lan yeah. cũng đúng 10 giờ rồi, không biết nếu mà cũng uh, dạ không có ai thì mình cũng có thể kết cho mọi người để nghỉ, nghỉ ngơi cuối tuần nữa, dạ hoặc là Lan thấy sao không biết còn mọi người còn có ai chia sẻ? Em biết Đó, là không? còn còn nhiều người muốn chia sẻ nhưng mà có thể có chút gì đấy uh, chưa cảm thấy thoải mái lắm bởi vì thực sự đối diện với bóng tối của mình không dễ đâu ạ à. điều đấy cũng không sao đến tái dạ cũng không sao ạ à. chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội để có thể chia sẻ với nhau và nếu như Vậy. mọi người có cảm thấy mong muốn được chia sẻ thêm thì mọi người có thể nhắn vào trong nhóm à đây có bạn Phương à, Thanh à. À. xin mời Thanh yeah. dạ đã, em chào chị Dương, à, chào chị Lan, chào mọi người và chào ban tổ chức. Um, để tiếp nối với cái uh, câu cuối cùng mà chị Lan uh, có khuyến khích mọi người trong cái việc là chia sẻ cái, những cái nhận thức và cái sự phản của mình sau khi mình nghe cái bài chia sẻ và tổng hợp rất là sâu sắc và tâm huyết của chị Dương á, thì em lại là, hợp, là trường hợp ngược lại. À, tức là có rất là nhiều người họ sợ đối diện với phần bóng tối của mình và phải có một cái động lực và cái giống như là một cái cố hích rất là lớn giống như chúng ta hay nói rằng là khi số phận đẩy chúng ta vào một bức tường á, thì lúc đấy là uh, những cái uh, bước khai tâm nó bắt đầu xảy ra thì em lại có một cái khoảng thời gian em, uh, em lại ở sống trong một cái trạng thái ngược lại đấy chính là em quá nghiện ngập vào cái việc tập trung vào việc shadow work Uh, có nghĩa rằng là uh, cái giai đoạn khi mà giống như chị Lan vừa mới chia sẻ một cái giai đoạn khi mà ánh sáng linh hồn chiếu xuống và lúc đấy cái biểu hiện đấy chính là uh, những cái phần trên cao cho mình được nhìn thấy ngày càng nhiều những cái phần bóng tối của mình á, thì đã có những lúc em nhận ra được cái sự tham của mình á, là mình rất muốn tiến hóa Mình muốn tiến hóa nhanh chóng uh, và mình muốn phát triển nhanh chóng Chính vì vậy mà mình, mình biết rằng là con đường để đi tới ánh sáng, Uh, không có cách nào khác đấy chính là việc chúng ta phải đi qua những cái phần tối của bản thân mình thì đấy cũng chính là cái triết lý tu tập của em và đã có khoảng thời gian em đã quan sát được cái tham này của mình cái tham trong cái việc là uh, tìm mọi cách để um, để để có thể um, khơi gợi lên những cái phần bóng tối của mình tìm mọi cái cách để mà xử lý cho nó thật nhanh và sau đấy em phát hiện ra được cái câu chuyện rằng là, anh em à, năm đó vì sao mà mình lại tham cái mức như vậy. Lúc đầu mình nghĩ là cái tham này nó cũng khá là um, khá là vĩ đại theo kiểu là mình muốn tiền nó hóa nhanh nhưng cuối cùng thì em lại phát hiện ra một cái lớp nữa là mình tham cái 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 việc làm việc trên trên những cái phần bóng tối của mình ấy, là bởi vì mình sợ cái sự khổ đau. Mình sợ khổ đau có nghĩa rằng là mình đã từng bị khổ đau rất là nhiều và mình hiểu rằng là những cái khổ đau này nó đến từ cái việc nó đến từ cái giống như chị dương có nói rằng là những cái phần bóng tối của mình nó chi phối mình nó giống như là những cái uh, sự giật dây của tiềm thức của vô thức và những cái phần bóng âm mà chúng ta không ý thức và không soi sáng được về nó và nếu như chúng ta không ý thức được về nó thì nó giống như là một cái con hổ nó có thể thức dậy bất cứ lúc nào và có thể nó có thể cắn mình mà làm tổn thương đến mình thì em đã là người mà đã từng nhận ra rằng à mình đã từng có những cái tổn thương đổ vỡ trong chuyện tình cảm đã có từng cái tổn thương trong những cái mối quan hệ và đến một cái giai đoạn mình cảm thấy rằng mình rất sợ hãi để để phải trải nghiệm lại những cái chuyện đấy một lần nữa tức là mình phải dùng cái từ là ớn luôn á mình cảm thấy ớn và mình cảm thấy sợ và mình phát hiện ra cái nỗi sợ của cái sự khổ đau mình sợ đau thêm một lần nữa mình sợ khổ thêm một lần nữa nên là mình thúc đẩy mình rằng là Thôi bây giờ có cái gì thì xử lý hết đi để cho những cái vòng lặp gì thì phá vỡ đi những cái tổn thương gì thì thì hàn gắn rồi là băng bào nó đi và những cái mô thức hành vi những mô thức cảm xúc những mô thức suy nghĩ nào mà độc hại hay cái gì đó mà dẫn tôi thu hút những cái đối tượng như vậy hay những cái hoàn cảnh như vậy thì tôi sẽ chủ động để có thể hàn có thể hàn gắn nó để cho tôi mục đích là để trong tương lai tôi sẽ không phải bị thu hút vào những cái những cái tình huống như vậy những cái con người như vậy và 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 những cái tổn thương những cái đổ vỡ như vậy thì có một cái khoảng thời gian là em đã bị ngụp lặn rất nhiều trong cái cái câu chuyện rằng là nên hôm nay khi chị Dương chia sẻ một cái phần em rất tâm đắc đấy là hãy luôn luôn quan sát cái cái nội lực thực sự của mình xem là mình có đủ cái nội lực để mình đi vào cái phần bóng tối này hay không. Tức là cái quá trình shadow work là quá trình bắt buộc chúng ta phải đi trên con đường đạo này, trên con đường chúng ta tiến hóa linh hồn, chúng ta không thể chạy trốn được, không thể chạy trốn được đối với em là như vậy. Đấy là quan điểm cá nhân của em và cũng chính là cái triết lý tâm linh mà mà em đang theo đuổi. Đấy chính là làm việc trên các phần tối và và đi xuyên qua những phần tối để ngày càng có nhiều ánh sáng hơn những cái sự nhận thức và sự sáng tỏ. Cái tôi của mình ngày càng được um, thanh lọc và giảm dần đi. Thì cái câu chuyện là mình luôn luôn phải biết được cái giới hạn cái 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 ranh giới cái mình phải luôn luôn tự chăm sóc chính bản thân mình và ngày hôm nay cái điều mà chị Dương nhắc đi nhắc lại em rất tâm đắc đấy chính là cái sự tự chắc ẩn với bản thân tức là chúng ta đôi khi ở trên cái đường đạo và con đường hành tâm linh á thì các chân sư và các bậc thầy luôn nhắc nhở chúng ta rằng hãy từ bi với chúng sinh, hãy từ bi với những người xung quanh. Nhưng mà em phát hiện ra rằng là cái hành trình mà chúng ta uh, dám làm việc shadow work á, đấy chính là cái hành trình mà chúng ta từ bi với chính mình. Tức là chính xác nó là như vậy. Uh, chúng ta nói rằng là chúng ta từ bi với người khác nhưng chúng ta không thể chấp nhận được phần phần mỏng tối của người khác thì đối với em đấy không phải là sự từ bi. Chúng ta nói rằng là chúng ta đã từ bi về chính mình nhưng mà chúng ta luôn trốn tránh những cái phần đen tối, những cái phần yếu ớt mỏng manh dễ vỡ của chúng ta thì đấy cũng không phải là cái sự từ bi. Chính vì vậy mà hôm nay em rất tâm đắc cái điều mà chị Dương nói rằng là cái sự từ bi phải bắt nguồn từ sự ti từ bi của với chính bản thân mình và đối với em sự từ bi với chính mình chính là việc chúng ta chấp nhận và từ bi với cái phần bóng tối của mình, bởi vì từ bi với những phần tốt đẹp thì rất là dễ, rất rất là dễ luôn. Nhưng để có thể từ bi yêu thương và ôm ấp lấy những cái phần đen tối không mình không dám nhìn thấy, mình giấu nhẹ nó đi hoặc là mình uh, mình, mình 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 biến hóa nó tà, tùm luông tà la thì em thấy hôm nay đấy là những cái phần mà em rất là tâm đắc với những gì mà chị dương chia sẻ à, và có thêm một cái điều nữa mà hôm nay em học được một cái điều mới à, từ cái sự chia sẻ của chị dương rất 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 là hay mà em em đã từng làm nó một cách rất vô thức nhưng hôm nay chị dương đã um, cấu trúc hóa nó thành một cái sự nhận thức mà em thấy rất là hay đấy là chị Dương có một cái phần chia sẻ ngắn thôi lướt qua thôi nhưng lại nó lại chạm em rất nhiều chị Dương còn nói rằng là uh, trong cái phần chị Dương chia sẻ là chúng ta có một vài những cái câu hỏi để đặt để tự vấn cho chính bản thân mình á thì có một cái câu hỏi rằng là chúng ta hãy đặt câu hỏi rằng là cái phần bóng tối này nó vẫn còn ở đây là bởi vì nó có lợi ích gì cho tôi và tôi có thể nhìn thấy được uh, cái điểm sáng gì từ cái phần tối này hay không cái này rất 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 là hay luôn và em em cảm thấy rằng là wow nó sẽ giúp cho mình dễ dàng hơn trong việc mình từ bi với phần bóng tối của mình tức là mình nhận ra rằng là à phần bóng tối này nó vẫn có điểm sáng tức là trong tối vẫn có sáng và 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 bằng cái việc là mình thời gian đầu tiên khi mà mình làm về với share work nếu như mình có thể nhìn thấy được là cái lợi ích của cái phần bóng tối này tại sao nó vẫn còn tồn tại ở đây và tôi có thể nhìn thấy việc tôi có cái phần bóng tối này thì nó đang giúp ích cho tôi ở cái điểm gì hay không? Và và tất nhiên là bởi vì um, chúng ta sẽ so sánh rằng là giữa cái việc có lợi ích với cái phần bóng tối này với cái việc mà nó đang hạn chế mình đi trên con đường tiến hóa linh hồn thì chắc chắn là cái phần hạn chế nó sẽ bự hơn là cái phần lợi ích. Thì đấy là lý do vì sao mà chúng ta mới phải xử lý nó. Nhưng trước tiên á là chúng ta sẽ cho phép chúng ta nhìn thấy cái lợi ích của bạn ý khi bạn ấy đang ở đây thì nó là một cái phần mà nó nó cho mình cái sự dũng cảm để mình quyết định là ok tôi sẽ tôi sẽ làm bạn với bạn tôi sẽ chạm tới bạn bởi vì tôi biết rằng bạn cũng có lợi ích ở đây nhưng tôi cũng sẽ tạo ra một cuộc giao tiếp mới với những phần bóng tối của tôi rằng mặc dù tôi biết rằng bạn bạn có lợi ích cho tôi bạn cũng mang lại những cái phần ánh sáng cho tôi nhưng tôi biết rằng sự tồn tại của bạn cũng đang có rất nhiều những cái hạn chế để tôi có thể tiếp tục tiến hóa để tôi có thể tiếp tục trưởng thành chính vì vậy mà tôi thực sự muốn chuyển hóa bạn để có toàn bộ cái phần ánh sáng và giống như chị Dương nói là toàn bộ cái phần món quà và bài học mà mà bạn mang đến cho tôi thì đấy là cái phần mà em thấy rất 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 là là hay tại vì trong tâm lý trị liệu của tụi em thì tụi em chỉ chỉ đơn giản dừng lại câu chuyện rằng là uh, tất cả những cái phần nằm ở trong vô thức của chúng ta dù là tốt hay là xấu thì bởi vì nếu nó vẫn còn tồn tại ở đây có nghĩa rằng là nó vẫn mang lại một cái lợi ích nào đấy cho cái người thân chủ đấy. Thì ngày hôm nay chị Dương cho em được một cái câu hỏi và một cái sự nhận thức mới trong trong việc là trong phần tối có phần sáng thì em thấy nó rất, rất 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 là hay luôn ạ. Em cảm ơn chị Dương rất rất là nhiều. Cảm ơn chị Lan sự chia sẻ của chị Lan và và ban tổ chức ạ. Cảm ơn Thanh rất nhiều. Cảm ơn Thanh kỳ cái Tụ động quá. <laughs> <laughs> Đúng ạ Bởi vì là những bài chia sẻ này Dù chỉ đem lại một chút ít lợi ích Một chút ít cái góc nhìn khác Thì nó cũng đã tác động Tức là nó cũng đã giúp lan tỏa Và giúp cho cái năng lượng nhóm được tích hợp rất nhiều <laughs> Có bạn Hằng giơ tay Mời bạn Hằng ạ à, à, chào, chào cả nhà mình ạ à. Chào Dương à, Dương cho chị hỏi là um, Trong quá trình mình làm shadow work như vậy Thì uh, cái cái dấu hiệu nào cho mình biết là mình đang làm công việc shadow work này rất tốt à đang đi đúng đường ấy um, dạ theo, theo 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 cá nhân em thì em nghĩ là sẽ nghe giọng giống chị Vinh quá, không? không? biết có phải chị Vinh không ạ chị của chị Vinh là... <laughs> đúng không ạ chị Vinh dạ thì em em nghĩ là cái dấu hiệu mà cho thấy mình đang đi đúng đường đó là khi mà mình 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 giữ một cái thái độ trung tính trung tính và và tức à, là khi mà mình không có bị không bị bị, bị 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 tức là mình hoàn toàn điềm tĩnh để mà mình mình nhận nhìn nhìn nhận cái bóng tối một cách rất là điềm tĩnh và trung tính và mình thấy là mình thấy là mình không có phán xét và mình thấy là mình đang chuyển dần về cái phía cực hơn mặc dù là mình đang mình mình làm việc với bóng tối nhưng mà mình đang soi rọi nó bằng ánh sáng cho nên là nó sẽ dần dần tức là mình sẽ hòa nhập dần dần nó vào 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 với cái 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 bản thể ánh sáng của mình thì em nghĩ rất là khi mà mình, Chưa chị mình hỏi. Hãy... dạ dạ vâng chị chị nắm ý của của dương rồi thì cho chị um, chia sẻ rất là nhanh mà cố gắng ngắn gọn vì chắc là mọi người cũng đã rất là mệt mỏi thì um, cá nhân chị á thì cái cách của chị là chị chị chị, chị mời cả bạn bóng tối lẫn mặt ánh sáng chị mời vào căn nhà của chị và và chị chị yêu thương cả hai cái phần đó của chị và chị chỉ sử sử dụng chị lại tâm đắc với cái 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 phần mà dương nói hồi nãy đó có nghĩa là chị không tập trung vào bóng tối À, mà chị lại tập trung vào ánh sáng Và khi mà chị tập trung vào ánh sáng nhiều đến mức Mà cuối cùng nó đẩy lùi được bóng tối lúc nào chị không biết Thì tuy nhiên chị cũng không chắc là chị có đi đúng đường hay không Nhưng chị chỉ cảm thấy là Khi mà chị làm như vậy thì à, Gần như là chị không ghét một đồng một ai nữa cả Cuộc sống của chị tàn Chị thấy ai cũng dễ thương hết à, Dĩ nhiên là nó cũng không đến nỗi thiên thần như thế nhưng mà nói chung là cũng cần cần đạt được cái 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 cảnh giới như vậy. Nên là thì cũng chia Nghĩ sẻ như thì vậy, cái này như cũng vậy là là cái thực đúng hành của chị. Dạ vâng. Dạ, tại, thì đây là vì cái nếu chia sẻ mình... của, của chị. Dạ em cảm ơn <laughs> chị. Nó, nó rất tại là đơn thì... giản thôi nhưng mà chị không chắc chị đi có đúng đường không nên chị có hỏi Dương là thì cái dấu hiệu như thế nào biết là mình đi đúng đường ấy. Dạ. Tại thế, vì thế lại còn... chị cảm ơn cái Dương rất báo. nhiều vì Dạ em nói đi em nói đi dạ dạ tại vì em em muốn nói là cái cái sự cảnh báo là chỉ khi nào mà mình 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 thấy cái cảnh báo là mình có thể là mình bị bị chìm vô đó là là khi mà mình cảm thấy mình mình giống như mình kiệt sức hoặc là mình thấy là mình nó quá sức nó 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 mình chìm trong cái 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 bóng tối đó là mình mình thấy không phải là nó sai đường mà là chỉ là nó có thể là nó chưa chưa tới thời điểm hoặc là mình cần phải chậm hơn mình cần phải kiên nhẫn hơn mình cần phải từ đi với bản thân mình nhiều hơn dạ thì em em nghĩ okay. là bạn còn nếu mà như như chị, những gì chị thấy là em thấy là nó đúng đường rồi đó hả ý là mọi thứ chị càng thấy nó ngày một tốt hơn đúng không ạ nhưng mà thực ra là uh, nó nó cũng có thể là nó sẽ so sáng nhưng mà mình 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 ánh sáng mình nhiều hơn mình sẽ thấy mình sẽ thấy nhiều hơn những cái mặt, mặt tối nữa nhưng mà mình sẽ nhìn thấy nhưng mà mình vì mình cũng có rất là nhiều ánh sáng mình thấy chắc ảnh nhiều hơn mình chỉ thấy thương chính thôi chính xác đó. và dạ, mình và hiểu và mình, mà mình... tính chứ không có bị uh, dạ đúng rồi biết cái gì hiểu đó. nhưng mà thương chứ không phải biết hiểu mà thấy ghét chính xác à, chính xác với lại dạ. à, cho chị nói thêm một ý nữa là Uh, thông thường uh, trên cái quá trình của chị là chị dựa vào chính mình là chính chứ chị không um, Đâu đó, đâu đó là Cuối cùng mình vẫn là cái người chịu trách nhiệm duy nhất trên con đường của mình Và chỉ có mình um, mới có thể giúp được mình thôi Cho nên là khi mà nhận những cái feedback từ bên ngoài đó Phải hết sức be careful á uh, Là tại vì... Uh, cái, cái, cái tấm gương mà mình soi vào tức là những cái nhận xét của những người xung quanh mình xem là tấm gương để soi vào tấm gương đó có thể mờ và tấm gương đó có thể hư cho nên là đâu đó mình vẫn luôn luôn là tự trang mình cho mình cái trí tuệ cái trí tuệ này nó sẽ giúp cho mình đúng là nó soi rọi đó nó soi rọi anh vào bóng tối được đó. Ờ, với lại chị vén nói là cho chị nói thêm ý nữa là phải tỏ tình với lại cô dương vì là bạn làm cái slide lần nào cũng như lần nào nó quá perfect luôn quá đầy đủ thông tin luôn và em bảo rất là nhiều nỗ lực công sức trí tuệ vào đây nên là chị rất là appreciate chị cảm ơn dương rất là nhiều dạ chị cảm, dạ. cảm ơn cả nhà em, xin chào cảm ạ. chị Hằng, cảm ơn Thanh. cảm ơn lan cảm ơn cả nhà rất là nhiều dạ. cảm ơn các chị ạ thực sự thì nội dạ, dung này cảm rất với hay những chia sẻ em, của mọi uh, người em xin phép chia sẻ thêm một xíu nữa bởi vì câu hỏi của chị vinh cũng gợi mở rất nhiều uh, thực ra thì khi mà bọn em học sâu hơn về tâm lý học nội môn ý thì uh, sẽ có một dạng giảng dạy rất là chi tiết về việc ánh sáng tác động đến chúng ta như thế nào. Thế thì cái pha đầu tiên của ánh sáng đó là chính là shadow work là khiến chúng ta nhận ra cái phần tối của mình và chúng ta bắt đầu đối diện với nó. Vậy thì sau khi mà cái cái nếu mà chúng ta đi đúng đường tức là chúng ta xử lý được các cái bóng tối đấy thì nó sẽ tiếp diễn đến các cái pha tiếp theo của ánh sáng. Và nó có một cái trình tự rất là khoa học uh, cho từng loại người một. Và như uh, chúng ta biết là chúng ta có 7 cung thì nó cũng sẽ chia thành 7 loại tích hợp như vậy. Và với mỗi cái loại cung đấy thì các cái pha ánh sáng nó sẽ khác nhau. Uh, tùy theo cái cách mà chúng ta nhìn thấy cái phần tối của chúng ta như thế nào và chúng ta xử lý nó như thế nào. Chúng ta có thể xác định được chính xác cái, cái pha tiếp theo của ánh sáng chúng ta sẽ phải làm gì với nó thế thì cái đề tài này nó cũng rất là hay nhưng mà nó sẽ khá là dài và nó cũng đòi hỏi những cái kiến thức chuyên môn sâu hơn. để em chỉ muốn gợi uh, mở thêm một xíu như vậy ạ. <laughs> Cảm ơn Lan nhiều nha. Dạ. Cảm ơn Lan nhiều. Thực sự là đó em thích nghe chia sẻ của mọi người cho em lại thêm những góc nhìn mà nhiều khi em cũng không có chú ý được. Giống như là 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 là, là như là chị 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 Hà, à, chị Vinh rồi Thanh nói rồi Lan nói đó là có những cái mà nhiều khi mình cũng trình bày nhưng mà mình không có để ý cái, cái, khi mọi người nói mình mới nghĩ à, mình, mình, mới hiểu thêm mình mới có thêm à và mình cũng thấy vui dạ yeah. có những cái sự đồng cảm từ mọi người ạ à. dạ yeah. một lần nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều dạ yeah. cảm ơn các chị À, có thanh nói rằng là chị lan chia sẻ thêm về đề tài đó được không vào kỳ sau chị rất sẵn lòng chia sẻ à, thậm, à, nếu mà em có quan tâm ý, thì em có thể uh, liên hệ với, với các chị ở trên nhóm uh, giới thiệu Minh chết thiêng liêng chị sẽ gửi thêm tài liệu các thứ cho nữa bởi vì cái đề tài này nó khá là sâu và nếu như không có một chút kiến thức cơ bản thì sẽ hơi khó tiếp cận một tí Tuy vậy chúng ta hãy cố gắng để làm cho nó một cách đơn giản nhất và có thể ứng dụng được. Thì rất hy vọng là chúng ta có thể cùng nhau làm điều đấy được ạ. <laughs> cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Dương. Đấy, yeah. dù bắt đầu từ 8 giờ nhưng chúng ta cũng tận hơn 10 giờ rồi. Ngày <laughs> yeah. nào chị Dương cũng rất là bận rộn. Yeah. Và và tháng sau thì tháng sau thì chúng ta sẽ bắt đầu um học không phải là theo chủ đề mà là chúng ta sẽ tìm hiểu theo từng cuốn sách thì như vậy là nó sẽ là một cuốn sách chúng ta sẽ tìm hiểu trong nhiều đợt và do đó là một tháng chúng ta sẽ có hai buổi à hai buổi tối thứ bảy bắt đầu từ 8 giờ dạ à, tụi em sẽ thông báo cụ thể đến mọi người sau ạ à. À, ngoài ra thì em cũng có gửi trong trong group là những cái hiện tại trong các nhóm nhóm trường nội môn cũng có những cái nhóm đọc sách khác nữa và à, và nhất là có sách cả sách chân sư nữa và ngoài cái sách Thơ công thì có sách dân sư và điểm đạo trong nhân loại và thái nhân hệ thì tụi em cũng đã có những cái nhóm chia sẻ thì mọi người có thể theo dõi cho những cái playlist dạ. để mà song hành cùng với cùng với những cái buổi chia sẻ này Dạ. cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người ngủ ngon ạ à. dạ cảm ơn chị dương nhiều ạ à và hẹn gặp lại cả nhà cảm ơn mọi người